Kính chào quý khán giả và thưa quý vị, trong cuộc tranh đấu vì nhân quyền và dân quyền của người Việt ngày hôm nay đã có tiếng vang khắp thế giới, ở Hoa Kỳ, với cộng đồng người Việt ở hải ngoại cũng như là ở trong nước. Và từ vụ việc nhà báo Nguyễn Bất Hải, blogger Điếu Cày vừa đến Hoa Kỳ trong ngày 22 tháng 10 vừa qua, chúng tôi cùng nhà văn Phan Nhật Nam, ông đã qua kinh nghiệm của bản thân ông cũng là một người cựu tù cộng sản trong thập niên 90 của thế kỷ trước. Nhà văn Phan Nhật Nam cũng đã nhận định những cái điểm nổi bật cần nói đến qua những trường hợp đặc biệt của những nhân vật chính trị như là giáo sư Đoàn Viết Hoạt, nhà thơ Nguyễn Chí Thiện, nhà báo Như Phong Lê Văn Tiến và sau này là với Trần Khải Thanh Thủy, cô Huy Hà Vũ và ngày hôm nay với blogger Điếu Cày. Chúng tôi kính mời quý vị cùng theo dõi tiếp buổi nói chuyện của chúng tôi với nhà văn Phan Nhật Nam về nhận định về những mặt tiêu cực và về mặt tích cực về khả năng kết hợp truyền thông ở trong và ngoài nước để có thể cân bằng với sức nặng truyền thông của phía nhà nước cộng sản. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Kim Nhung xin trở lại hân hạnh kính chào nhà văn Phan Nhật Nam. Kính chào cô Kim Nhung, kính chào quý khán giả. Vâng, như Kim Nhung cũng đã có cho khán giả biết là tuần trước thì chúng ta đang bàn luận dở dang về cái nhận định của Điếu Cày về khả năng kết hợp truyền thông ở trong và ngoài nước để mà có thể cân bằng với sức nặng truyền thông của phía nhà nước cộng sản. Như vậy thì tuần trước thì ông đã nói về mặt tiêu cực, thì ngày hôm nay mời ông có thể nói về mặt tích cực thưa ông. Vâng, thưa cô Kim Nhung, thưa quý khán giả. Nếu tuần trước tôi đã trình bày cái tác động về truyền thông mà qua một cái nghị quyết mà rất mọi người quan tâm là nghị quyết thứ 36 và các cái mặt tác động mà cái nghị quyết và nhân sự ở hải ngoại này cộng sản, tôi xin mỡ nhấn mạnh một điều: một tờ báo hoặc là một nhân sự hoặc là một cái cơ quan truyền thông ở hải ngoại này mà vô tình mà sử dụng một cái từ ngữ ở trong cái bản tin cộng sản thì không phải cái lỗi của cái cá nhân đó hoặc là cái cơ quan truyền thông đó, nhưng đây là một cái sự thấm thấu và một cái tác động không thể nào tránh khỏi được. Thế sau khi mà đã nói về cái chuyện về tác động về tiêu cực thì bây giờ tôi xin nói chuyện tích cực. Nói đi thì cũng nói lại, nếu cách đây khoảng 10 năm, 5 năm thôi, chúng ta không thể nào nghĩ rằng 20 năm trước không thể nghĩ rằng một sự kiện ở Việt Nam rồi lại chỉ mấy phút sau là đã loan truyền khắp thế giới. Loan truyền khắp thế giới có những đài RFA, RFE, rồi BBC, rồi các cái giờ riêng về cái vùng Nam Cali này là có đến 200 tờ báo và có đến cả mấy cái đài truyền hình và những cái tờ báo lớn. Thế là tất cả mọi người ở Mỹ đều biết ngay. Và chúng ta cách đây khoảng 5-10 năm chúng ta không có tưởng tượng rằng có một cái ông người tù ở trong nhà tù những cái trại như là trại 55 Sơn Thanh Hóa của tôi biết làm sao tôi chỉ ao ước được bước ra khỏi cái phòng kỷ luật để đi ra sinh hoạt với trại tù thôi. Đó là mơ ước. Thế làm sao mà suốt cả một cái thế thập niên 90, 1995 mới có được ông Nguyễn Chí Thiện ở trong nhà tù cộng sản như ra. Nhưng mà qua đến như những cái năm vừa rồi, nào là cô Trần Khải Thanh Thủy đi một lần trực tiếp từ ở cái trại Thanh Cẩm để trại Lâm Sơn đi ra, rồi cô Huy Hà Vũ, rồi bây giờ là đến Điếu Cày đi từ trại 6 ở Nghệ An. Thành thử bây giờ mình đã phân tích rất nhiều lần tại vì sao đã được đi ra và đi ra sẽ là như thế nào. Nhưng ít nhất cái hiện tượng cái người tù ở trong nhà tù cộng sản đi ra chỉ 24 tiếng đồng hồ sau cũng một ngày đó đi đã qua thấu đất Mỹ, hiện tượng này là một phép lạ. Phép lạ này vì sao? Có thật là tại vì truyền thông ở hải ngoại đã làm việc có hiệu quả, có khả năng. Vì có hiệu quả, có khả năng cho nên đài SBTN này mấy năm trước đã có cái chiến dịch ký thỉnh nguyện thư và kết hợp đến 150.000 chữ ký. Rồi cái đến cái chiến dịch với năm vừa rồi là kêu con tim và triệu con tim một tiếng nói. Và chỉ cái chiến dịch mà của Việt Nam thôi mới do chính đài SBTN rất vô cùng hạnh diện đã đưa cái tiếng hát Việt Nam đi khắp thế giới và đã có một cái hiệu quả là ngay cái tuần một tẩy chay ở Việt Nam
do cái chiến dịch của Việt Khang thì ở Sài Gòn đã mất đi đến một tuần thôi, đã mất đến 5 triệu Mỹ Kim trong vấn đề giao thương. Thành tựu thưa cô Kim Nhung và thưa quý vị, nếu nói các cái mặt tiêu cực mà chúng ta đã trình bày do nghị quyết 36, do cục tình báo hải ngoại và các cái cơ quan ngoại vi và các cái đài truyền hình, đài báo chí, sách vở nó tràn ngập ở hải ngoại, thì bây giờ nói lại một cách hạnh diện hơn, truyền thông hải ngoại cũng đã tạo nên một cái cánh tay nối dài rất là có hiệu quả. Cách đây cho một tuần, hai tuần, cái nhà chuyện của chùa Liên Trì, Huỳnh Ngọc Trọng Hiếu bị đánh như thế nào, thì chỉ có mấy phút sau là xin ngay chính cái bản thân cái show của cô đã có tiếng nói. Thành thứ, chúng tôi có thể nói rằng, mà có một điều nữa, trong những cái thập niên 60, 70, các cái phong trào phản chiến ở Tokyo, ở Berlin, ở ngay cả Washington DC nữa, phải nhắc là ở Paris, cái cờ đỏ sao vàng và cái cờ ba màu của mặt trận giải phóng nó tràn khắp cả cái nơi biểu tình. Nhưng mà từ sau 1975 đến giờ này thì cái cờ đó nó vắng mặt. Trong cái thập niên qua đến thế kỷ 21 này thì hình như cái cờ đó nó không xuất hiện ở nơi nào hết. Và cái lần mà Trần Trường định thử sức với cộng đồng hải ngoại ở về miền Nam Cali này thì đã ba mươi mấy, 30.000 người trong một cái cuộc biểu dương khí thế. Có thể người Việt có nhiều cái ở hải ngoại, người ta có nhiều cái không đồng ý với nhau, có thể có những cái hiện tượng không đoàn kết, nhưng mà đến khi có thật, khi có một mục tiêu thật dưới sự trợ thúc đẩy của truyền thông hải ngoại thì người Việt đã kết nên một cái sức mạnh có thật. Sức mạnh có thật đó là trong vụ Trần Trường, sức mạnh có thật đó là trong vụ Thiện Nguyện Thư, sức mạnh có thật là trong chiến dịch Triệu Quân Tim Một Tiếng Nói, sức mạnh có thật đó là ở cái phòng trình bày về nhân quyền Tom Lentos của Quốc hội Mỹ đã có những người Việt. Mẹ của Đỗ Minh Hạnh, bố của Trần Huỳnh Duy Thức đã có mặt tại Hạ viện Mỹ, đã trong cái phái đoàn đi qua nói chuyện ở bên nhân quyền ở Thụy Sĩ, có phái đoàn của SBTN. Lẽ tất nhiên chúng ta không có thể nào bảo rằng chỉ một sớm một chiều có ngay cái những cái hiệu quả, nhưng rõ ràng truyền thông hải ngoại đã làm được đúng những cái chức năng mà trong cuộc cái vận động nhân quyền và dân chủ của thế giới đã kết hợp được với lại các cái lập pháp, với hành pháp Mỹ, đã kết hợp với các cái Human Rights Watch, đã kết hợp với Ủy ban Nhân quyền của Liên Hiệp Quốc, vân vân và vân vân. Thành tựu thưa Kim Nhung, thưa quý vị, chúng ta đang trên con đường tiến công, và chắc chắn rằng đêm khuya, đêm bóng tối của cộng sản đúng thể nào tồn tại mãi, thì cái ngày mà cái bóng tối đó bị tan biến đi thì chắc rằng là truyền thông hải ngoại, những người làm truyền thông chân chính hải ngoại với một tinh thần quốc gia, được tổ chức về kỹ thuật, về tinh thần, về vật chất, chắc chắn rằng chúng ta sẽ có những cái thành quả lớn lao hơn mà chúng ta đã đạt được trong những năm qua. Vâng, sau khi mà ông trình bày về những cái mặt tiêu cực cũng như là tích cực của truyền thông, và Kim Nhung có thể nói là làm truyền thông không phải là dễ, bởi vì họ hay nói là truyền thông như là con dao hai lưỡi, nếu chúng ta dùng đúng mục đích và đi đúng đường thì nó giúp cho những cái mục đích của chúng ta càng ngày càng tiến xa hơn nữa, nhưng nếu mà chúng ta đi hai đường thì cái con dao đó nó lại quay trở lại, nó đâm ngược lại mình, hay là nó làm phá vỡ đi những cái gì mà công lao của chúng ta xây dựng lên. Mà Kim Nhung thấy là ông mới vừa trình bày SBTN, chúng ta cũng đã dùng truyền thông trong cái mục đích đi theo con đường đúng của mình. Được, rõ ràng nhất là cái vụ chiến dịch mà Triệu Quân Tìm Mục Tiếng Nói, và nhất là cái vụ vừa ký Thiện Nguyện Thư. Có bao giờ mà tập họp được ở trong cộng đồng hải ngoại 150.000 chữ ký? Vâng, cái điều đó có thật. Thành thứ, chúng ta đang trên con đường đi dân chủ nước Mỹ phải đem mấy trăm năm, chúng ta cũng mới có 40 năm, thêm năm nữa là 40 năm ở hải ngoại, mà đến mới trong 10 năm này chúng ta mới bắt đầu có những cái vận động,
một cách có hiệu quả và có tổ chức. Ông nhắc lại về mặt mạnh của truyền thông làm Kim Nhung nhớ đến thời của thập niên 60-70 với một người nhà báo, đặc biệt đó là Walter Cronkite. Dạ. Chính Robert, chính chương trình cô đã nói. Vâng. Chiến tranh Việt Nam không phải thua ở Khe Sanh, không phải thua ở An Lộc, không phải thua ở Quảng Trị, nhưng mà thua ngay trên cái đường phố của Mỹ, thua ngay ở cái đường phố của Paris, thua ngay cái đường phố của Tokyo. Thì bây giờ cô vừa nói đó, thì những cái năm 68, hình ảnh Hồ Chí Minh và cái cờ đỏ sao vàng nó tràn ngập ở cái phái đoàn để đón chào cái phái đoàn Mặt trận Giải phóng và phái đoàn Bắc Việt ở Paris. Nhưng mà sau 1975 thì cái cờ đó không hề xuất hiện ở bất kỳ một nơi nào hết. Vâng, thành thử cái thành quả ấy là một thành quả đáng tự hào. Mà chắc chắn rằng trong cái thành quả đó có cái sự có mặt và sức đầy của truyền thông của hải ngoại. Vâng, Kim Nhung xin phép ông Kim Nhung sẽ trở lại ngay sau một vài thông tin thương mại để ông giải thích vấn đề này. Kim Nhung xin kính mời quý vị tiếp theo dõi chương trình được Kim Nhung Show. Chúng tôi sẽ trở lại tiếp sau một vài thông tin thương mại. Kim Nhung kính mời quý vị cùng trở lại tiếp theo dõi buổi nói chuyện ngày hôm nay của chúng tôi với nhà văn Phan Nhật Nam trong một con người và sự kiện. Từ với nhà văn Phan Nhật Nam. Bây giờ thì ông có thể trình bày tiếp cái câu hỏi của Kim Nhung mới đặt ra, đó là tại sao, cái nguyên do thế nào? À, dạ vâng, thưa cô Kim Nhung, thưa quý vị. Những lời nói đây là chắc chắn là không thể nào mà đứng trên một sự chủ quan. Mà đây là có những cái lịch sử khách quan. Người Mỹ có tin được Cộng sản hay không? Đó là nói chung. Còn người Mỹ có tin được Cộng sản Việt Nam hay không? Thì tôi xin trả lời không. Cho dù tại vì sao không? Tại vì nếu chúng cái chương trình của cô trong lịch sử Việt Nam cận đại thì rất nhiều người đã trình bày và chính bản thân tôi cũng trình bày. Từ 1940, ông Hồ Chí Minh có một cái bí danh là Lucius đã làm việc với OSS của Mỹ. Và cái bản tuyên ngôn độc lập đọc tại Ba Đình sáng ngày 2 tháng 9 1945 là đêm hôm trước còn do đại thiếu tá Patti giúp cho ông Hồ Chí Minh lấy cái đoạn mở đầu là cái của Hiến pháp Mỹ, mọi người sinh ra đều có quyền hạnh phúc, đã đi đến cái độ trước đó. Và cái mấy năm ngoái kia Trương Tân Sang đi qua Mỹ mang thêm một cái thơ mà của Hồ Chí Minh ngày trước gửi cho Tổng thống Truman để mà xin ông giúp chúng tôi. Nhưng người Mỹ làm sao mà người ta không biết được cái ông Hồ Chí Minh này là một ông đảng viên Cộng sản quốc tế. Thành định cho dù rằng cái tuyên ngôn 2 tháng 9 1945 đọc tại Ba Đình do ông Hồ Chí Minh trước tác có sự giúp đỡ của thiếu tá Patti, thì người Mỹ cũng không thấy cách nào để mà tin được. Mặc dù rằng những cái người lính đầu tiên của quân đội nhân dân được thành lập trong ngày 22 tháng 12 năm 1944 tại chiến khu Bắc Việt là do lực lượng OSS huấn luyện, nhưng mà người Mỹ không tin. Rồi làm sao mà người Mỹ có thể tin được cái hiệp định Geneva ngày 20 tháng 7 1945, thì đến ngày 20 tháng 12 năm 1960 sau nghị đại hội 3 là thành lập ra Mặt trận Giải phóng miền Nam và làm ra nghị quyết tấn công Việt Nam bằng vũ lực. Người Mỹ làm sao mà tin được ngày 27 tháng Giêng 1973 ký hiệp định tái lập hòa bình tại Việt Nam, và đến ngày 30 tháng 4 1975 16 sư đoàn Bắc Việt vây quanh đánh sập Sài Gòn. Vâng, lẽ tự nhiên cái phần một nước Mỹ có nhiều cái vấn đề của người Mỹ, nhưng mà qua những cái sự kiện năm 45 46, qua sự kiện của năm 54 với hiệp định Geneva, qua sự kiện của năm 75 với hiệp định Paris ký năm 1973, thì thưa với cô Kim Nhung, thưa quý vị, qua những điều như vậy thì người Mỹ dù trí nhớ người ta, những cái người ở White House bây giờ, cho dù cái trí nhớ mà cạn cách mấy, ngắn cách mấy, ở Quốc hội Mỹ, lập pháp Mỹ, hành pháp Mỹ cũng không cách nào để mà tin những cái ông ở Hà Nội được. Mà huống gì là những cái ông Hà Nội bây giờ là không phải là những cái người có bản lĩnh,
những cái người mà cỡ như Lê Đức Thọ, Lê Dũng, Hồ Chí Minh ngày trước còn không tin được, cũng làm sao mà tin được những cái người mà trưởng dạ hoặc như là cái ông Phùng Quang Thanh, ông Nguyễn Chí Vịnh, ông vừa qua Mỹ xong là ông đi qua tàu. Thì người Mỹ bây giờ có cách đưa một cái vũ khí loại sát thương kỹ thuật cao bán cho và biếu tặng hoặc là bán cho ông Hà Nội. Thế 5-3 giờ sau là chắc chắn tất cả cái vấn đề kỹ thuật đó, tôi là người quân sự, cái vấn đề kỹ thuật đó là tạo người Hoa người ta nắm được ngay. Mới đi ông Nguyễn Chí Vịnh vừa đi qua Mỹ nói chuyện gì với chính phủ Mỹ thì tôi trở về Việt Nam là đi qua tàu ngay. Thì người Mỹ dù cho người ta có cả tin cách mấy, người ta lạc quan cách mấy, người ta cũng muốn tin cái ông Hà Nội kia, ông cũng không thể nào người ta tin được. Vâng, kết luận thì tôi xin trở lại cái chuyện mà của tháng 11 năm 1963. Năm 1957, Tổng thống Ngô Đình Diệm đi qua thăm nước Mỹ. Tổng thống Eisenhower và Ngoại trưởng Foster Dulles đón tại chân cầu thang tại Thảm Đỏ. Và đi ở trên New York, có ông thị trưởng ra đưa chìa khóa vàng, cả một thành phố chào đón Tổng thống Diệm và gọi đó là một Wilton Searching của Việt Nam. Đó là 1957. 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 chỉ có mấy sau là quyết định. Quyết định đó còn có nhiều nghi vấn, nhưng mà quyết định là phải thanh toán cái chế độ Việt Nam Cộng Hòa với Tổng thống Ngô Đình Diệm. Với một người mà được tin đến như vậy mà đến chỉ có mấy năm sau mà cũng không tin được, thì thưa cô Kim Dung, thưa quý vị, làm sao với những ông như là Trương Tân Dũng, Nguyễn Tân Dũng, Trương Tân Sang, Nguyễn Phú Trọng này mà có được một niềm tin ở những người tầm quyền ở bên ở Washington. Thì, nhưng mà Mỹ nó cũng, họ cũng có những cái vấn đề của Mỹ qua cái cuộc chiến Việt Nam. Thì nhiều người nhà chính trị hoặc là nhiều những vị có những vị trí quan trọng ở thời Việt Nam Cộng Hòa thì họ cũng đã có nhận định là chúng ta cũng không thể đặt cái niềm tin nơi Mỹ. Thì vì vậy thì Hà Nội có thể tin Mỹ hay không, thưa? Dạ vâng, đây, thưa cô Kim Dung, ngày trước có chiến tranh cho nên cái ông Hà Nội, ông Hồ Chí Minh đó, Lê Dũng đó, mới có thể đi dây được ở giữa Nga và Trung Cộng. Vì cái chiến tranh đó là một cái ván bài để cho Nga và Trung Cộng nói chuyện với Mỹ. Còn bây giờ cái giờ này ông Hà Nội ông không có cái chuyện gì hết. Và ngoài ra có thêm một điều, từ 1971 trước khi có thông cáo Thượng Hải 1972 thì Dick Kissinger đã thay mặt Nixon để nói cùng châu Ân Lai rằng chúng tôi không bao giờ về lại, vào lại Việt Nam. We never re-enter into Vietnam. Thế, và đã nói rằng nếu chúng tôi đã sống được với ông thì cũng cái nước Việt Nam cộng sản hay không cộng sản là vấn đề đối với người Mỹ. Thật sự là như vậy. Thành thử thưa cô Kim Dung và thưa quý vị, người Mỹ cũng cần gì ở Việt Nam trong cái giờ này, phút này hết. Nếu có cần chăng là để coi như một cái cách để nói chuyện với ông ở Bắc Kinh mà thôi. Nhưng giờ này nếu cái những người ở Hà Nội không có cái sức dựa vào cái đối trọng, để dựa vào với khối ASEAN với đối với Mỹ, thì làm sao có thể đương đầu được với cái phía của Bắc Kinh được. Tuy nhiên tôi đã trình bày người Mỹ không tin được Hà Nội. Bây giờ hỏi thực rằng những cái ông ở Hà Nội, ông có tin được Mỹ không? Chắc chắn ông cũng tin được. Cho dù rằng cha nó lũ của chú nó khôn, nước Việt Nam Cộng Hòa với đệ nhất Cộng Hòa mà với Tổng thống Ngô Đình Diệm năm 57 tới ở phi trường có được Tổng thống Eisenhower, bộ Ngoại trưởng Foster Dulles đón tại chân máy bay, mà tới 7 năm sau người ta thay đổi chính sách. Người ta đó không phải là một cá nhân, không phải là ghét hay thương. Ở đây vấn đề tâm lý là thương cái một người hoặc ghét một người. Nhưng ở đây khi người ta đã cần thay đổi chính sách thì người ta phải thay đổi người lãnh đạo. Và lịch sử để chứng tỏ một vị tổng thống đời thứ 35 được yêu thương nhất của lịch sử Mỹ, Tổng thống Kennedy, cũng như ngày tháng 11 này, ngày 22 tháng 11 1963 đã bị hạ sát
ở Dallas và đến giờ này mấy chục năm sau cũng chưa đi tìm ra manh mối. Vâng, thưa cô Kim Nhung và thưa quý vị, ở trong chính trị như cô đã từng nói, không có kẻ thù vĩnh viễn mà cũng không có cái đồng minh nào mà nhất không có đồng minh nào vĩnh viễn mà không có kẻ thù nào muôn đời. Người ta thay đổi với nhau và thay đổi nhau thì giữa những cái thay đổi đó ít nhất phải có cái một cái giá gì để mà nói chuyện. Thì theo như tôi thấy bây giờ thì những cái người cầm quyền ở Hà Nội không có một cái giá gì để nói chuyện với người Mỹ. Và trong chắc chắn trong thâm tâm mình võ đón phải ngồi đây để nói chuyện tâm quốc, nhưng những cái ông ở Hà Nội chắc chắn ông không có tin nào được với những cái người ở tòa Bạch Ốc, cho dù tới đây mà được bắt tay rồi được nói chuyện ở trong phòng bầu dục, nhưng mà cũng nói đó chắc chắn người ta cũng không cách nào để mà tin những cái ông ở Bắc Kinh được. Vâng, còn có một phút thì ông có thể kết luận trong buổi nói chuyện ngày hôm nay về điếu cày một cách rất là khách quan, lẫn cái vấn đề chủ quan về quan điểm về hoạt động của hai người cùng là cựu tù cộng sản và của hai người có hoạt động truyền thông, thưa với ông. Thưa cô Kim Nhung, thưa quý vị, điếu cày đến đất Mỹ là ngày 21 tháng 10, đến giờ này thì như chúng ta đã thấy bị tấn công, có được tiếp đón, có được chào mừng, rồi cũng bị tấn công. Y hệt như tất cả những cái điều gì mà chúng ta đã nói. Không phải là chúng ta tiên tri, nhưng mà rõ ràng đây là một cái thực tế. Vì từ ông Đoàn Viết Hoặc, ông Nguyễn Chí Thiện, ông Võ Đại Tôn, Lý Tống, rồi đến cô Trần Khải Thanh Thủy, Cù Huy Hà Vũ, v.v. Thì bây giờ đấy, tôi xin nói lại. Nếu lần trước tôi đã nói người Cộng sản khi đưa một người đi thì người ta có một cái đối sách để sử dụng người đó. Không phải là nói một cách đơn sơ là bảo được anh điếu cày, tôi cho anh đi rồi anh qua bên kia anh làm theo những chỉ thị, không, người ta không nói vậy. Tuy nhiên người ta có một cái sách lược gọi là biến chuyện thực tế. Bây giờ cái vấn đề điếu cày này là vấn đề có thật. Vấn đề các ông HO ngày trước của chúng tôi là vấn đề có thật. Bây giờ phải giải quyết. Giải quyết thì phải có đối sách. Đối sách đó người ta có một cái chính sách gọi là biến chuyện thực tế. Bây giờ những cái thành phần HO đi qua Mỹ phải có một đối sách như thế nào? Bây giờ cái thành phần của điếu cày đi qua Mỹ, cái cá nhân điếu cày đi qua Mỹ phải có một đối sách như thế nào theo cái thực tế của điếu cày. Thành thứ thì cái thực tế đó chắc chắn rằng anh điếu cày lòng thành ý thật cũng không thể nào mình biết được, vì đây là một cái tổ chức. Tôi xin gặp lại tổ chức và tổ chức. Người cộng sản mỗi cái cá nhân không làm một cái giá trị gì hết. Tuy nhiên người ta đứng vào trong một cái tổ chức thì người ta có một cái sức mạnh của tổ chức, hoặc người ta có đường lối của tổ chức. Thành thử thưa cô với thưa quý vị, thì chúng ta đã không phải tiên tri rõ ràng đến giờ này. Và tôi tin chắc rằng anh điếu cày cũng không biết rằng mình phải làm được những gì, và chắc chắn anh ta sẽ không làm được gì hơn là cái điều mà anh ta ao ước được đâu. Tại vì một cá nhân, tôi xin lặp lại, một cá nhân dù tài giỏi cách mấy cũng không thể nào vượt qua được cái sức mạnh của một tổ chức. Huống gì cái cá nhân đó, ngày trước ông Võ Đại Tôn, ông Lý Tống, ông Như Phong, Lê Văn Tiến, kể cả cá nhân tôi nữa, qua đây có rất nhiều ao ước được làm điều gì, nhưng rốt cuộc không làm được. Thành thứ, chỉ mong một điều, anh điếu cày hãy dựa vào sức mạnh của cộng đồng này, và với tất cả tâm thành ý tốt thì hy vọng có được những cái thành công tốt. Vâng, những biến chuyển của chính trị hiện nay ở trong nước như ngoài nước vẫn còn nhiều điều chúng ta sẽ bàn tới, và Kim Nhung xin sẽ trở lại với ông trong tuần lễ tới. Xin cảm ơn ông. Xin kính chào cô Kim Nhung, kính chào quý vị khán giả. Kim Nhung xin kính cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi những buổi nói chuyện qua một con người và sự kiện với nhà văn Phan Nhật Nam, và chúng tôi sẽ tiếp tục câu chuyện này trong tuần tới cũng vào cùng giờ. Xin kính chào. Quý vị cùng theo dõi phần tin tức cùng với Bảo Châu và Diệu Quyên. Tiếp theo đây chúng tôi xin được gửi quý vị một phóng sự từ Florida, phần tin chi tiết Bảo Châu gửi đến quý vị như sau. Thưa quý vị, bản tin cho biết là phóng viên Nguyễn Hữu Cang tường thuật ngày hội y khoa sức khỏe do Hội Y Nha Dược Sĩ Việt Nam Cộng Hòa Florida tổ chức khám bệnh miễn phí, trích ngừa, thử nghiệm, khám răng, chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng Việt Nam Orlando, Florida và cuộc cắm trại mùa thu Florida năm 2014 do Chùa Long Vân tổ chức. Xin mời quý vị cùng theo dõi.
Nguyễn Hữu Cang, Espitian Florida. Kính chào quý khán giả trại truyền hình Espitian. Ngày thứ Bảy, 15 tháng 11 năm 2014, Hội Y Nha Dược Sĩ Việt Nam Cộng Hòa Florida thực hiện buổi sinh hoạt khám bệnh miễn phí, trích ngừa, thử máu, khám răng cho cộng đồng Việt Nam Orlando. Bác sĩ dược khoa Minh Ngọc tâm sự như sau. Cháu cũng rất là vinh hạnh để được bầu bình chọn là tân chủ tịch cho hội trong thời kỳ sắp tới. Thì hội của chúng ta được thành lập từ năm 1988. Thì các cô, các chú và tất cả những cái người bác sĩ, nha sĩ và dược sĩ đã đóng góp rất nhiều, rất công sức rất nhiều để mà xây dựng hội mình để đạt được cái thành tựu cho ngày hôm nay. Thì đã đến lúc lớp trẻ cũng đã nên tham gia vào cái hoạt động của hội và tham gia vào ban chấp hành của hội để mà kêu gọi tất cả những cái vị bác sĩ, nha sĩ và dược sĩ khác, trẻ khác để mà tham gia vào hoạt động để đem tiếng nói của Hội Y Nha Dược Florida đến gần hơn với cộng đồng người Việt Nam. Và không những thế là có thể là hy vọng là sẽ liên kết với tất cả những cái hội y nha dược của những cái tiểu bang khác để mà Hội Y Nha Dược sĩ ở trên toàn Hoa. Vì nước kiên thiết quốc gia, đoàn thanh niên ta góp tài ba, tạo nguồn dân sinh mới, cùng mạch trong năm giới, hợp lực xây dựng. Thì chúng tôi thường tổ chức cho các em những cái giờ sinh hoạt ở ngoài trời, nhằm mục đích là để cho các em có cái sự tập. Vừa tập để nói tiếng Việt mà vừa để có một cái tình thâm với nhau. Thành ra trong những cái buổi trại, trong những cái buổi picnic là những giờ phút mà các em được gần với nhau và tập sống một cái đời sống đoàn thể. Học sinh là người mới của Việt Nam, đã cắt ra một thái xương tối ăn. Xin cảm ơn phóng viên Nguyễn Hữu Cang. Và tiếp theo đây là một phóng sự từ nước Úc. Thưa quý vị, nhóm phóng viên Hoài Phương và Nam Hương tường trình về cuộc biểu tình phản đối Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Cộng Tập Cận Bình trước tiền đình Quốc hội Úc tại Canberra vào ngày 17 tháng 11 năm 2014 do Cộng đồng Người Việt Tự do Liên bang Úc tổ chức cùng với các cộng đồng khác như Tây Tạng, Pháp Luân Công và Duy Ngô Nhĩ. Mời quý vị theo dõi sau đây. Hoài Phương và Nam Hương xin kính chào quý vị khán giả của đài SBTN. Để phản đối sự có mặt của ông Tập Cận Bình, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Hoa đến Úc Châu, cộng đồng người Việt tự do Liên bang Úc Châu đã tổ chức cuộc biểu tình trước tòa nhà Quốc hội tại thủ đô Canberra vào ngày thứ Hai 17 tháng 11 năm 2014 để thể hiện lòng quyết tâm chống lại mưu đồ xâm lược của Trung Cộng trên lãnh thổ cũng như lãnh hải của Việt Nam. Tại tiền đình Quốc hội Úc, chúng tôi nhận thấy cảnh sát đã chia ra hai khu vực riêng biệt dành cho những người ủng hộ và đoàn người phản đối ông Tập Cận Bình. Tuy nhiên, nhóm người ủng hộ cho Trung Cộng rất ít ỏi mà ai cũng có thể nhìn ra. Kính mời quý khán giả theo dõi những hình ảnh sau đây. Trong cuộc biểu tình, ngoài cộng đồng người Việt tự do Úc Châu, còn có các cộng đồng khác như Tây Tạng, Pháp Luân Công và Duy Ngô Nhĩ đến Tuy Quồ. We demand freedom for people who are under oppression of China. We are here because the president of China, Xi Jinping, one of the dictators remaining in our world today, in our free world today, and that's why we are here. Tôi là Vũ Mộc Giao, tôi ở Sydney.
Thì hôm nay tôi đến đây với cùng với lại cộng đồng người Việt ở New South Wales, Victoria và một vài nơi khác nữa đến để thể hiện tinh thần chống tàu. Tàu xâm lấn cả Việt Nam và đang xâm lấn cả thế giới. Đó là tinh thần chính mà tôi đến đây ngày hôm nay. Tôi tên là Phượng, từ Melbourne đến Canberra đây. Mục đích của tôi tới đây là tôi ủng hộ các cộng đồng Tibet, Tân Cương và nhóm Pháp Luân Công, và đã, cũng như đất nước chúng ta đang bị Cộng sản Tàu đàn áp. Thì hôm nay Tập Cận Bình, Prime Minister của Tàu, nó sang đây, cho nên chúng tôi tới đây để mà phản đối nó. Chúng tôi không muốn Cộng sản Tàu đã xâm chiếm nước Việt Nam chúng tôi mà còn tràn qua Úc này để mà tuyên truyền cho chế độ Cộng sản. Và tôi lên án chế độ Cộng sản Tàu đã lấn áp những nước lân bang và còn muốn lấn áp sang nước Úc này. Tôi tới đây để tranh đấu không phải vì riêng cho đất nước Việt Nam chúng tôi, nhưng mà còn cho con cháu của chúng tôi sau này cũng như các nước lân bang xung quanh của Tàu. Dạ thì thứ nhất là vì cái theo cái quan điểm và cái tư tưởng của em thì là luôn là không bao giờ đổi trời chung với Cộng sản. Lý do em đặt chân tới đây là cũng là cái, những cái lý do mà giống như nhiều người ở đây là lên án cái chế độ Cộng sản, không phải riêng cái chế độ Cộng sản Việt Nam mà là còn những cái chế độ Cộng sản nữa, đặc biệt là chế độ Cộng sản Tàu Cộng. Xin giới thiệu, em là Hoàng, ở trong trại tâm trú vừa mới ra. Thì đây là lần đầu tiên tụi em được đến đây để tham dự buổi biểu tình ở đây. Thì cái cảm nhận của em thấy là một cuộc biểu tình em thấy rất xúc động mà ở đất nước em không có. Đó là biểu tình trong ôn hòa, và mình bày tỏ được cái tấm lòng của mình và nói lên được những cái mà chúng em lâu nay không có nói được. Đó là phản đối chính phủ Trung Quốc, phản đối Đảng Cộng sản Việt Nam đã lấn chiếm biển đảo Việt Nam. Và bây giờ ở đây là cái cơ hội để chúng em nói lên cái điều đó. Khi cuộc biểu tình sắp kết thúc, nhóm ủng hộ Tập Cận Bình tăng cường thêm một ít người nữa nhằm ý định lấn thêm phần đất sẵn có. Nhưng cảnh sát đã lập tức dẹp ngay âm mưu này. Hoài Phương và Nam Hương tường trình từ Canberra, Úc Châu. Xin kính chào quý vị khán giả. Xin cảm ơn hai thông tin viên Hoài Phương và Nam Hương. Và thưa quý vị, sau đây là phóng sự từ Lido Sài Gòn. Vào những năm đầu tiên định cư tại Hoa Kỳ thì một số người Việt Nam ở quận Cam đã cảm thấy bơ vơ và muốn xích lại gần nhau để tương thân tương trợ khi còn sống cũng như là khi qua đời. Một trong những sự tương trợ ấy đó là tổ chức những buổi lễ cầu nguyện cho người quá cố. Phóng viên của SBTN là Lâm Huyền Vi gửi về bài tường trình sau đây. Cái hội tương tế này là của người Công giáo hay là chung cho cả Phật giáo, là mọi người đều có thể tham dự? Lúc thành hình cái tổ chức Hội Việt Nam Tương Tế, cái ý mong muốn của chúng tôi và đã được thực hiện đó là hội này không phải là dành riêng cho người Công giáo mà toàn thể người con dân Việt Nam sinh sống ở tại Hoa Kỳ, tức là gồm tất cả mọi tôn giáo, mọi thành phần, mọi chính kiến. Thưa, hiện tại là có bao nhiêu hội viên và có những người Phật tử hay là người ngoài công giáo tham gia không ạ? Hiện tại bây giờ cái số hội viên chính thức mà đang sinh hoạt là hội viên thường 3.515 người và hội viên cao niên cũng khoảng 400 người nữa. Và hiện tại bây giờ cái thành số hội viên đó thì gồm tất cả mọi tín ngưỡng, mọi tôn giáo, mọi sắc tộc. Và hiện tại mình có biết được ai ở trong đó là không phải ở trong Công giáo không? Có biết là tại vì chúng tôi hàng năm ở đây chúng tôi vẫn tổ chức lễ Vu Lan cùng ở tại Nghĩa Trang Việt Nam Tương Tế. Thì lúc mà lễ Vu Lan thì chúng tôi cũng thông báo mời gọi tất cả những hội viên Phật tử cùng tới đây rồi cùng niệm kinh để cũng cầu nguyện ở trong cái ngày lễ Vu Lan. Có khi nào mà một linh mục và một thượng tọa cùng làm lễ không ạ? Dạ thưa, có. Cái việc này xảy ra thường xuyên trước đây là cứ mỗi năm mà lúc mà Hội Việt Nam Tương Tế tổ chức thánh lễ cầu hồn thì cũng như đặt vòng hoa tưởng niệm anh linh
của quân cán chính, quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã bỏ mình, thì chúng tôi đều mời thượng tọa, rồi linh mục, cũng như là mục sư. Và đặc biệt là chúng tôi cũng có mời các nhân sĩ ở bên cao đài cùng tới để mà đặt vòng hoa phúng điếu. Nếu mà tham gia hội tương thế thì cái lợi ích là gì? Thực sự mà nói về lợi ích, về vật chất thì không đáng bao nhiêu. Tuy nhiên về lợi ích tinh thần, nghĩa là mỗi hội viên qua đời, chúng tôi ở trong ban quản trị cũng như toàn thể hội viên Hội Việt Nam Tương Tế tới tham dự ma chay, là đồng thời cùng cầu nguyện. Và đặc biệt cái lời thăm hỏi gia đình lúc mà có hiếu hỷ thì đó là cái lợi ích về tinh thần nhiều hơn là lợi ích về vật chất. Tuy nhiên về vật chất thì tùy theo là cái số tiền phúng điếu mà của hội viên đóng góp, thì tất cả những cái số tiền thu được Hội Việt Nam Tương Tế sẽ trao lại cho nhà hiếu. Và có nhiều lời cũng đồn đại là Hội Việt Nam Tương Tế đã bị phá sản hay là đã bị ngừng hoạt động. Thì xin thưa với quý đài cũng như quý vị, đó là những cái tin đồn mà trước đây chúng tôi nhận biết được rằng có một hội ở trên San Francisco hay San Jose cũng tên là Việt Nam Tương Tế. Tuy nhiên cái hội ở bên đó, ở trên đó đã không còn hoạt động. Riêng tại Hội Việt Nam Tương Tế chúng tôi ở tại Orange, chúng tôi vẫn sinh hoạt thường xuyên, có trụ sở chính thức và có ban quản trị luôn luôn là cùng đồng hành với hội viên trong việc là tương thân, tương ái. Để một lần nữa để xin thông báo cùng với quý đài cũng như toàn thể cộng đồng. Hội Việt Nam Tương Tế được thành lập vào năm 1979 từ NHI, Lâm Huyền Vi, SBTN. Xin cảm ơn phóng viên Lâm Huyền Vi. Và tiếp theo đây là phóng sự từ Quận Cam, phóng viên Phan Đại Nam sẽ được tường trình kỷ niệm 10 năm DirecTV tới với cộng đồng người Việt hải ngoại. Mời quý vị cùng theo dõi. Phan Đại Nam kính chào quý khán thính giả, kính thưa quý vị. Vào chiều ngày Chủ nhật 16 tháng 11 năm 2014, tại Hy viện Samuele Theater thuộc thành phố Costa Mesa, miền Nam Cali, đó có buổi dạ tiệc kỷ niệm 10 năm hệ thống truyền hình vệ tinh DirecTV trong cộng đồng người Việt, với sự tham dự đông đảo quan khách thuộc nhiều tầng lớp trong cộng đồng. Và chúng tôi xin gửi tới quý vị những cảm nghĩ của đồng hương sau đây khi tham dự. Trước hết là ca sĩ Công Thành, là người hiện nay đang cộng tác với đài truyền hình SBTN. Thưa quý vị, hôm nay Thành được hân hạnh đến Seeger's Room Concert Hall để làm MC và cũng là hát và đại diện cho đài SBTN của một chương trình của DirecTV kỷ niệm 10 năm với các đài đã vào trong DirecTV, trong hệ thống DirecTV, mà SBTN là đài đầu tiên là 10 năm nay đã ở trong hệ thống SBTN. Ngoài ra còn có Hồn Việt, Viên Thao, T Việt, Việt Face cũng hôm nay cũng có những đại diện các ca sĩ đến để có mặt trong chương trình hôm nay mà Thành vừa hát mà vừa MC cho cái chương trình nữa. Rất là vui mà rất là hân hạnh được đứng đây ngày hôm nay để đại diện cho SBTN. Và lời chúc mừng của ông Phạm Hoàng Bắc, giám đốc của khách sạn Ramada Plaza, một địa chỉ quen thuộc của đồng hương từ những tiểu bang xa khi về thăm khu Little Sài Gòn, miền Nam Cali. Tới đây dự cái buổi 10 năm của DirecTV cho cộng đồng Việt Nam, có rất nhiều cái đài khác tới đây, và đồng thời cũng chúc mừng đài SBTN của mình đã hỗ trợ DirecTV từ đầu tiên đến giờ. Mình là người duy nhất đầu tiên đã làm ra cái chương trình cho người Việt Nam của DirecTV. Chương trình được khai mạc với phần chào mừng của bà Corey Downey, giám đốc chương trình đa văn hóa của DirecTV. Bà rất hân hoan kỷ niệm sự hợp tác trong 10 năm với cộng đồng Việt Nam đã mang lại những thành quả tốt đẹp, mà điển hình là đài truyền hình SBTN. Kính thưa quý khán thính giả, buổi kỷ niệm 10 năm hệ thống DirecTV trong cộng đồng người Việt hải ngoại, sau những phát biểu và những tiết mục văn nghệ do những đài Việt ngữ phụ trách, cũng như phần vinh danh và trao quà lưu niệm của ban tổ chức, chương trình đã chấm dứt vào buổi tối cùng ngày. Và chúng tôi xin kết thúc phóng sự nơi đây với lời chia sẻ của luật sư Đỗ Phủ, phó tổng giám đốc của đài truyền hình SBTN. Chúng tôi là SBTN rất là vui, là tại vì đánh dấu được 10 năm và đài SBTN đã là đài Việt ngữ đầu tiên tại Hoa Kỳ trên hệ thống truyền hình DirecTV. Và mong rằng cái Vietnamese Package với đài SBTN là leader trong Việt Package sẽ luôn luôn giữ những cái chương trình hay để phục vụ tất cả những quý vị của hệ thống DirecTV.
Thưa quý vị, bản tin cho biết là thư ngỏ của cộng đồng người Việt quốc gia tại New York đề ngày 12 tháng 11 năm 2014 cho hay sẽ mở một loạt hoạt động vận động cho nhân quyền, tự do, dân chủ và vẹn toàn lãnh thổ của Việt Nam nhân kỷ niệm 66 năm ngày công bố bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền 10 tháng 12 năm 1948 của thế giới. Loạt hoạt động đặc biệt này sẽ diễn ra trong hai ngày 12 và 13 tháng 12 năm 2014 tại thành phố New York, Hoa Kỳ. Bức thư ngỏ do luật sư Nguyễn Thanh Phong là chủ tịch cộng đồng người Việt quốc gia tại New York làm trưởng ban tổ chức và ông Nguyễn Văn Tánh là cựu chủ tịch cộng đồng người Việt quốc gia tại nơi đây làm trưởng ban điều hợp cùng ký tên. Vẫn theo nội dung bức thư ngỏ, ngày vận động cho nhân quyền, tự do, dân chủ và vẹn toàn lãnh thổ của Việt Nam nhằm tố cáo sự vi phạm nhân quyền của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam trước dư luận quốc tế để đòi hỏi tự do, dân chủ, nhân quyền cho 90 triệu người dân Việt Nam, tố cáo mưu đồ bành trướng của nhà cầm quyền Cộng sản Bắc Kinh tại Biển Đông và Đông Á, đồng thời tìm giải pháp cho vấn đề Việt Nam và vai trò của cộng đồng người Việt tại hải ngoại đối với đất nước. Thưa quý vị, thư ngỏ cũng cho biết thêm là trong hơn 2 tiếng đồng hồ, từ 10 giờ sáng tới 12 giờ rưỡi trưa ngày 12 tháng 12 năm 2014, thì cộng đồng người Việt Nam tham dự cuộc biểu tình sẽ gặp đại diện cao ủy nhân quyền Liên Hiệp Quốc và đại diện của đại sứ quán các nước tại Liên Hiệp Quốc như là Hoa Kỳ, Pháp, Anh, Úc, Đức, Canada. Đặc biệt là ban tổ chức ngày vận động cho nhân quyền, tự do, dân chủ và vẹn toàn lãnh thổ của Việt Nam sẽ mở cuộc biểu tình trước trụ sở Liên Hiệp Quốc vào lúc 3 giờ chiều ngày 12 tháng 12 năm 2014, nằm ở góc đường First và 24, thành phố New York. Vào buổi tối 12 tháng 12 từ 7 giờ cho tới 10 giờ sẽ có bữa cơm thân mật và tổ chức xổ số gây quỹ hoạt động cho cộng đồng. Trong ngày thứ Bảy 13 tháng 12 năm 2014 thì sẽ diễn ra một cuộc hội thảo về tình hình Việt Nam và vai trò của cộng đồng Việt Nam tại hải ngoại đối với đất nước trong khoảng thời gian từ 10 giờ sáng tới 4 giờ rưỡi chiều tại Hampton Inn, JFK Airport số 14410 đường 135, Jamaica, New York. Ban tổ chức kính mời đồng hương Việt Nam khắp nơi cùng tham dự ngày vận động cho nhân quyền, tự do, dân chủ và vẹn toàn lãnh thổ của Việt Nam. Liên lạc với ông Nguyễn Văn Tánh ở số điện thoại 347-481-8283. Chúng tôi xin lặp lại liên lạc với ông Nguyễn Văn Tánh tại số điện thoại 347-481-8283 và email là tánhnguyễn1947@yahoo.com. Trong một nguồn tin khác, Trung Cộng xây khu dân cư trái phép ở Hoàng Sa. Báo mạng VN Express ngày hôm 17 tháng 11 cho biết Trung Cộng đã đổ vật liệu và đang bắt tay xây dựng khu dân cư tại đảo Cây thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. VN Express còn nói rằng việc xây dựng trái phép này đã được phía Trung Cộng tiến hành từ ngày 16 tháng 11, gồm có 27 căn nhà thuộc khu dân cư rộng 5.500 m2. Vẫn chưa nghe tin nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam chính thức phản đối về việc xây dựng này, chỉ biết rằng đây là một trong những hoạt động mới nhất của nhà cầm quyền Bắc Kinh tại Hoàng Sa, quần đảo thuộc chủ quyền của Việt Nam đã bị họ chiếm đóng từ năm 1974. VN Express còn cho biết vào tháng 10 vừa qua thì Trung Cộng đã xây một phi đạo dài 2.000 mét dùng cho hoạt động quân sự tại đảo Phú Lâm của quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Tại đây, họ còn đưa một đơn vị bộ đội đến trú đóng, thiết lập hệ thống tuần tiễu tại thành phố mà họ đặt tên là Tam Sa và dần dần xây dựng các hạ tầng cơ sở, gồm có trường học và đưa khách du lịch đến viếng thăm. Vẫn theo nguồn tin của VN Express, Tam Sa là tên gọi của một thành phố đơn vị hành chính được chính quyền Trung Cộng thiết lập để cai trị các quần đảo ở Biển Đông, gồm có Trường Sa và Hoàng Sa của Việt Nam. Trong khi đó, tại thành phố Đà Nẵng, một cuộc hội thảo cũng đã được khai mạc vào sáng ngày 17 tháng 11, thảo luận về tình hình Biển Đông. Cuộc hội thảo kéo dài 2 ngày, quy tụ khoảng 200 chuyên gia và các học giả Việt Nam và ngoại quốc. Đài RFA còn cho biết, tại cuộc hội thảo này, các nhà nghiên cứu về luận biển đã lên tiếng cảnh báo rằng tình hình Biển Đông sẽ tiếp tục có nhiều phức tạp và gây xáo trộn làm ảnh hưởng đến sự phát triển của khu vực và cả thế giới. RFA dẫn phúc trình của ông Anup Singh là cựu phó đô đốc, cựu tư lệnh Hải quân Biển Đông Ấn Độ cảnh cáo việc dùng vũ lực chiếm đóng các đảo và các bãi đá ngầm, đá cạn ở Biển Đông gần đây. Tại đây, ông Anup Singh còn đã lên án Trung Cộng công bố biên giới đường lưỡi bò ở Biển Đông là phi pháp. Thưa quý vị, ông Singh cho rằng các quốc gia có liên hệ cần có cùng một hành động nhất quán khi ứng phó với vấn đề Biển Đông. Vẫn theo nguồn tin của RFA, cuộc hội thảo về tình hình Biển Đông do Hiệp hội Châu Á tổ chức trước đó một tuần lễ tại thành phố New York, Hoa Kỳ, cũng đã có những ý kiến cho rằng việc hợp tác khai thác dầu và khí đốt tại Biển Đông là điều khó có thể xảy ra. Việt Nam dẫn đầu Đông Nam Á số bệnh nhân mắc bệnh tiểu đường. Thưa quý vị, theo đài VOA Việt ngữ, thì Việt Nam đang là quốc gia đứng đầu các nước Đông Nam Á về số bệnh nhân mắc bệnh tiểu đường, hiện nay chiếm 3.7% tổng dân số. Đây là con số thống kê của tổ chức quốc tế IDF,
công bố vào hôm qua 17 tháng 11 năm 2014. Báo Tuổi Trẻ trích dẫn phúc trình của tổ chức này nói rằng Việt Nam hiện nay có 3 triệu 300 ngàn người mắc bệnh tiểu đường. Trong số này có nhiều người bị bệnh khi còn rất trẻ. Bệnh nhân tiểu đường tại Việt Nam cũng đang tăng vọt, không chỉ ở khu vực thành thị mà cả vùng nông thôn và miền núi xa xôi hẻo lánh. Nguồn tin này cũng nói rằng số người bệnh tiểu đường ở các quốc gia Đông Nam Á chiếm 4/5 số trường hợp của thế giới, mà Việt Nam thì đang dẫn đầu các nước Đông Nam Á. Đài VOA dẫn tài liệu của giới chuyên môn cho rằng số người bị bệnh tiểu đường loại 2 gia tăng thời gian qua vì lối sống đầy thụ động, kém siêng năng, tập thể dục dẫn đến tình trạng béo phì, rối loạn trao đổi chất. Và thưa quý vị, còn theo truyền thông Việt Nam, thì một thống kê được công bố vào hồi tháng 10 năm 2014 cho hay số người bị mắc bệnh tiểu đường tại Việt Nam tăng lên 200% trong vòng một thập niên qua. Trong số này, thì cư dân Sài Gòn chiếm đa số các trường hợp bị mắc bệnh tiểu đường tại Việt Nam và tỷ lệ tăng vọt lên tới 300% trong vòng 10 năm qua. Một tài liệu khác của Tân Hoa Xã của Trung Cộng cũng cho rằng có đến 65% người Việt Nam bị mắc bệnh tiểu đường đã không được chẩn đoán và điều trị bệnh kịp thời. Một tài liệu khác cũng cho biết thêm là tiểu đường hiện là nguyên nhân gây chết người đứng vào hàng thứ tư trên thế giới và làm tuổi thọ của con người sụt giảm từ 5 tới 10 năm. Bên cạnh đó thì người Việt Nam uống bia nhiều nhất thế giới. Theo như đài RFA, tại một cuộc hội thảo gần đây do Bộ Y tế Cộng sản Việt Nam và Tổ chức Y tế Thế giới tổ chức, một phúc trình được công bố nói rằng Việt Nam lọt vào danh sách các quốc gia tiêu thụ bia nhiều nhất trên thế giới. Thống kê được đưa ra tại cuộc hội thảo này cho hay là mức tiêu thụ bia trung bình của mỗi người dân Việt Nam từ 15 tuổi trở lên tính trong năm 2012 là 6.6 lít, cao hơn mức tiêu thụ bia trung bình của thế giới. Truyền thông Việt Nam cũng thừa nhận rằng ngành sản xuất bia đang trong giai đoạn bùng nổ với sự xuất hiện của hàng chục nhà máy Việt Nam và ngoại quốc. Báo mạng Vietnamnet cho hay tổng công suất của tất cả các nhà máy sản xuất bia tại Việt Nam hiện nay là khoảng 1.5 tỷ lít mỗi năm và con số này vẫn còn tiếp tục tăng. Người ta cũng không lạ gì về việc số lượng bia được tiêu thụ tại Việt Nam ngày càng tăng vì bia đã trở thành thức uống hàng ngày của nhiều người Việt Nam. Gần đây thì nhà máy bia Sài Gòn đã có kế hoạch sản xuất loại bia không cồn đầu tiên tại Việt Nam để cho giới bộm nhậu có thể uống nhiều hơn vì loại bia này không làm cho họ bị say xỉn. Bún chả Hà Nội vào danh sách 10 món ăn đường phố ngon nhất thế giới. Thưa quý vị, báo mạng Kiến thức Việt Nam cho hay, độc giả tạp chí National Geographic vừa đưa món bún chả Hà Nội vào danh sách 10 món ăn đường phố ngon nhất thế giới. Đây là món thịt nướng chả băm ăn với bún, rau và nước mắm rất là phổ thông tại Hà Nội và đang có mặt tại hầu hết các khu vực có cộng đồng người Việt Nam khắp thế giới. Tại Hà Nội thì người dân thường nướng thịt và chả băm bằng lò than, đưa mùi thơm lan tỏa các khắp phố. Trong danh sách 10 món ăn đường phố ngon nhất thế giới này còn có bánh momo của Nepal, bánh donut của mật ong của Peru làm bằng khoai lang và bí, bánh bao hấp tứ xuyên nhân thịt của Trung Quốc, bánh đậu dava của Ấn Độ, bánh balut tức là món trứng vịt lộn của Phi Luật Tân, bánh bacalhau của Bồ Đào Nha làm bằng cá tuyết, khoai tây, trứng, hành, rau mùi. Trước đó thì món phở của Việt Nam cũng được báo mạng Business Insider đặt trụ sở chính tại Thụy Sĩ chọn là món ăn nổi tiếng thế giới mà mọi người nên thử qua trong đời. Việt Nam sản xuất soda cạnh tranh với Coca-Cola và Pepsi. Báo Dân Trí cho biết là nhà máy sản xuất bia và nước giải khát Hòa Bình đặt văn phòng tại huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh đã hoàn tất việc xây dựng một nhà máy sản xuất nước ngọt có gas để cạnh tranh với các đối thủ nổi tiếng thế giới đó là Coca-Cola và Pepsi trên thị trường nội địa. Nhà máy này tọa lạc trên diện tích rộng 1.6 ha tại khu công nghiệp Tiên Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Tổng nguồn vốn đầu tư cho nhà máy này của công ty Hòa Bình là khoảng 850 tỷ đồng tương đương với 42 triệu 500 ngàn Mỹ Kim. Nguồn tin còn cho biết sản phẩm soda của công ty Hòa Bình sẽ được tung ra thị trường vào cuối tháng 12 năm nay. Và vẫn theo lời báo Dân Trí, nhà máy sản xuất soda của công ty Hòa Bình được sự trợ giúp của các chuyên viên người Đức trong giai đoạn lắp ráp và vận hành. Ông Nguyễn Hữu Đường là chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc công ty Hòa Bình cho rằng đã từng có nhiều loại soda được sản xuất trong nước nhưng không đủ sức cạnh tranh với các loại thức uống của ngoại quốc và đã dần dần biến mất. Ông này tuyên bố đầy tự tin khi nói rằng soda của công ty Hòa Bình mang tên là V-Cola có thể đánh bại được hai đối thủ nổi tiếng bậc nhất trên thế giới nhờ bán giá rẻ chỉ bằng có 1/3 giá của Coca-Cola và Pepsi. Tuy nhiên, theo như dư luận thì việc tung thêm loại soda để đáp ứng nhu cầu thị trường nội địa của công ty Việt Nam có thể là một dự án tốt. Tuy nhiên, việc lấn át và đẩy lùi thương hiệu Coca-Cola và Pepsi thành công như là sự mong muốn hay không còn tùy thuộc vào phẩm chất của soda.
Tôi là Trần Quang Duật, xin kính chào quý khán giả, quý thân hữu và đại gia đình quân đội. Đến với chủ đề tháng 11, vững một niềm tin. Thưa quý vị, lá cờ vàng ba sọc đỏ đang là một đề tài được nhắc nhở nhiều trong cộng đồng người Việt tị nạn cộng sản. Cho phép tôi được chọn cho tiết mục của chủ đề ngày hôm nay là lá quốc kỳ, để nói lên sự gắn bó giữa lá quốc kỳ và cá nhân chúng tôi. Thưa quý vị, năm 1948, khi rời Ninh Bình, di cư ra Hải Phòng, chạy cộng sản, may mắn đúng vào mùa khai trường, lần đầu tiên được đứng nghiêm chỉnh cùng các bạn học chào cờ. Khi nhìn theo lá cờ vàng được kéo lên, phất phới tung bay trong gió, bất chợt nhìn thấy tấm biểu ngữ tiên học lễ, hậu học văn, tự coi đó như là bài học công dân giáo dục đầu tiên của mình, một hành trang của đời mình. Mùa xuân năm 1955, khi chiếc phi cơ DC-6 chở gia đình tôi lại chạy vẹn đáp xuống phi trường Tân Sơn Nhất, bỏ lại đằng sau cái không khí thê lương ảm đạm của một thành phố chết, bắt gặp cái nắng ấm áp của miền Nam, mưa nắng hai mùa, thấy lại lá cờ vàng và tấm biểu ngữ chào mừng đồng bào di cư miền Bắc, cờ tung bay như chào đón, như vẫy gọi những người con không chấp nhận ở lại với cờ đỏ sao vàng để tố cha giết mẹ, không chấp nhận một chế độ mà luân thường đạo lý bị triệt tiêu. Cuối năm 1966, khi nhận chức vụ trung đội trưởng của tiểu đoàn 1 thủy quân lục chiến tại Côn Thiên, Quảng Trị, qua ống nhòm, tôi thấy hai lá cờ, một ta, một địch. Dân chúng cho biết, mỗi khi cờ vàng ba sọc đỏ cao hơn một chút, lập tức ngày hôm sau, người anh em phía bên kia lại tức tốc làm cao hơn. Điều này rõ ràng rằng phía bên kia đặt trọng tâm vào tuyên truyền, trái lại với phe ta, quan niệm tốt gỗ hơn tốt nước sơn. Cờ bay trên thành phố thân yêu, dưới sự chỉ huy của tướng Sạch, Ngô Quang Trưởng, tướng Bùi Thế Lân đã hoàn thành nhiệm vụ trước thời gian hạn định. Theo đại bàng Đồ Sơn cho biết, vào hồi 12 giờ 45 phút trưa ngày 16 tháng 9 năm 72, cổ thành ở một vị trí cao gần sông, gần biển. Thế mà khi thượng kỳ, lá cờ vàng đã không tung bay trước gió, cờ đã rũ xuống, phải chăng đó là hồn thiêng sông núi như để tang cho hơn 3.000 chiến binh thủy quân lục chiến và quân dân Trị Thiên đã hy sinh trong chiến thắng này. Khi cờ vàng ba sọc đỏ được kéo lên tại cổ thành, thì vị đại tướng 4 sao của cờ đỏ sao vàng Võ Nguyên Giáp đã bật khóc tại Hà Nội. Không hiểu họ võ khóc cho sự hy sinh của tổ cấp hay khóc cho số phận hầm hưu sẽ đến với mình. Trước ngày Hiệp định Paris có hiệu lực vào ngày 27 tháng Giêng năm 1973, hầu như mỗi người lính trên trạm tuyến đều có mang theo một lá cờ vàng ba sọc đỏ. Khi có lệnh, họ đã cắm cờ, quyết giành lại từng tấc đất, từng ngôi mộ, từng con rạch về cho Tổ quốc. Không nhường một tấc đất nào cho bọn tay sai của Nga Tàu và không ít anh em binh sĩ đã hy sinh trong cuộc giành dân lấn đất này. Giáng sinh năm 1974, câu chuyện hy hữu của đại úy Mai Văn Tấn thuật lại, một bộ đội được trung tướng trưởng tha cho như sau. Khoảng 11 giờ đêm, vùng Gia Đáng bị bão nặng, đại đội trên tuyến đầu đã cho biết bắt được một bộ đội đi lạc vào phòng tuyến, không vũ khí. Tôi lúc đó là thiếu tá tiểu đoàn phó, cho lệnh áp giải anh bộ đội về chỗ bộ chỉ huy của tôi. Qua sử vấn, anh cho biết vì quá đói, đi bắt còng còng, trời lại tối, bị lạc. Tôi trình lên Đồ Sơn, ông nói, dầu tiếng, đây là ám danh đàm thoại của tôi, cố gắng dụ nó về hồi tránh, tù binh mình bắt nhiều rồi. Cho ăn uống xong, tôi bắt đầu đóng vai Tô Tần. Tôi nói với anh bộ đội, đừng gọi tôi là quan lớn và không xưng quan với tôi. Tôi giải thích cho anh biết sự khác biệt về quyền lợi của hồi tránh viên và tù binh. Thí dụ Bùi Thiện, Đoàn Chính, Thượng tá Tám Hàng, vân vân. Anh trả lời, anh biết rõ, nhưng không thể hồi tránh được. Vì nếu hồi tránh, cả gia đình anh sẽ bị giết. Vì gia đình anh là tạch tạch xè, có nghĩa là tiểu tư sản. Sáng hôm sau, anh được trở về lữ đoàn, 5 giờ chiều cùng ngày, đại úy Tấn gọi cho tôi ra nhận lại cán binh này và theo lệnh tướng trưởng thả đương sự. Ngày 30 tháng 4 năm 75, gần 4 giờ chiều mới về đến nhà, bỗng nghe tiếng đập cửa sắt, mở cửa. Một chú lính giải phóng, tay cầm lá cờ của mặt trận giải phóng, nói với giọng của kẻ chiến thắng, anh kia, cầm lá cờ này, treo ngay lên. Không nói một lời, tôi cầm lá cờ lên lầu, cô cháu 4 tuổi đi theo, thấy treo cờ, cô nói, cờ mình đẹp, sao chú không treo, treo cờ này xấu quá. Tôi nhìn cháu, nói theo ý mình, mai mốt cờ này rách, chú sẽ treo cờ mình. Thưa quý vị, có tin điếu cày sẽ ghé DC, dư luận nhiều phía bàn tán về nhân vật này, cùng với lá cờ vàng ba sọc đỏ. Xin có ý kiến, xin hãy giải quyết trường hợp này giống như trường hợp quân đoàn 1 giải quyết với anh bộ đội đi lạc cách đây đúng 40 năm. Anh không muốn, chúng tôi không ép, mặc dù chúng tôi có quyền. Hãy để điếu cày tự giác quyết định, vì đây là đất nước của nữ thần tự do.
Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Hẹn gặp quý vị trong chương trình kỳ tới. Xin đa tạ. Phương Chi xin kính chào quý khán thính giả của đài truyền hình SBTN. Kính thưa quý vị, SBTN Boston có mặt tại thành phố Atlanta, tiểu bang Georgia để tham dự kỷ niệm 63 năm thành lập trường bộ binh Thủ Đức và 20 năm thành lập hội cựu sinh viên sĩ quan trừ bị Thủ Đức. Và chương trình buổi sáng của hội đó là bầu tân ban chấp hành của nhiệm kỳ 2015 và 2016. Kính mời quý vị theo dõi sau đây. Kính thưa quý vị, mở đầu chương trình bầu cử cho tân ban chấp hành nhiệm kỳ 2014-2016 của Hội Sĩ quan Trừ bị Thủ Đức là phần chào mừng các phái đoàn đến từ các tiểu bang khắp nơi. Sau đó là phần nghi thức chào cờ Mỹ Việt, phúc mệnh niệm và phần chào mừng của ban tổ chức. Tiếp theo là phần bầu cử để chọn ra các tân ban chấp hành cho nhiệm kỳ tiếp theo. Mời quý vị theo dõi phần phóng sự do SBTN Boston thực hiện tại Atlanta, Georgia. Hoa Kỳ xuống châu bắt. Các tiểu bang Hoa Kỳ và tại địa phương Atlanta, Georgia. Trong không khí ấm cúng hôm nay đầy tình nghĩa huynh đệ chi binh, mặc dù hội trường có cái trần hơi thấp cho nên chúng ta không thể thực hiện nghi thức chào cờ theo truyền thống quốc quân kỳ. Vì thế chúng ta chỉ giá cờ để thực hiện nghi thức khai mạc đại hội. Mong tất cả quý niên viên trưởng và quý chiến hữu thông cảm. Và sau đây, trước khi chúng ta khai mạc đại hội, chúng tôi trân trọng kính mời quý niên viên trưởng trong ba cơ chế của ban chấp hành tổng hội cũng như trưởng ban tổ chức vui lòng bước lên bàn chủ tọa đoàn để sau đó chúng ta bắt đầu nghi thức đại hội. Trước nhất, chúng tôi xin kính mời Viên trưởng Trần Văn Ngà, Chủ tịch Hội đồng Giám sát, vui lòng bước lên bàn chủ tọa. Viên trưởng Đoàn Hữu Định, Chủ tịch Hội đồng Cố vấn. Viên trưởng Phạm Trung Cang, Hội trưởng Hội cựu sinh viên sĩ quan Trường Viện Thủ Đức, Georgia và là trưởng ban tổ chức. Viên trưởng Quang Minh Tống, Quản trị viên thứ nhất. Viên trưởng Hà Văn Tải, quản trị viên thứ nhì. Niên trưởng Chu Văn Hùng, thư ký đoàn. Thưa tất cả quý niên viên trưởng và quý chiến hữu đồng ngôn, đây là những vị niên viên trưởng khả kính đã dày công đóng góp công sức trong sinh hoạt của tổng hội nhiều năm qua, không chỉ là cái nhiệm kỳ vừa qua nhưng mà đã đóng góp rất nhiều năm qua. Xin trân trọng kính mời tất cả quý viên trưởng vui lòng ngồi xuống bàn chủ tọa đoàn. Và sau đây, kính thưa tất cả quý niên trưởng, quý chiến hữu và quý chị, sở dĩ chúng ta có được cơ hội gặp mặt trong tình nghĩa huynh đệ chi binh đầy ắp tình trường mẹ và nghĩa anh em hôm nay. Tôi là Phạm Trung Cang, hội trưởng hội Thủ Đức tại Georgia, là ban tổ chức của cuộc đại hội 63 năm thành lập trường bộ binh Thủ Đức và cũng như 20 năm thành lập hội Thủ Đức tại Georgia. Xin trân trọng kính chào quý niên huynh trưởng, quý chiến hữu, quý phu nhân và cùng các cháu thân mến.
bao nhiêu phái đoàn tham dự? Dạ, hôm nay chúng tôi nhận được là có 18 phái đoàn tham dự và kể luôn phái đoàn của Georgia là 18 cái phái đoàn đến đây tham dự cái đại hội hôm nay. Dạ, trong cái tổ chức này chúng tôi rất là hân hoan chào mừng tất cả các hội bạn về đây, là tại vì là chúng ta sau cái ngày mà 30 tháng 4 đó thì chúng ta đã lạc loài mà lưu lạc tất cả các nơi trên thế giới. Hôm nay thì Thủ Đức gọi ta về thì tất cả các anh em đều hân hoan mà đi đến để mà tập hợp hợp đoàn về Atlanta này. Trước hết thì trân trọng kính chào huynh trưởng Hà Văn Tải, giám đốc của đài SBTN Boston và tất cả quý khán thính giả của đài SBTN. Hôm nay thì chúng tôi đang tập hợp về Atlanta, tiểu bang Georgia. Và tính tới hôm nay thì chúng tôi có 18 phái đoàn của khắp nơi, các tiểu bang Hoa Kỳ về tham dự đại hội của Tổng hội của sinh viên sứ quan thường bị Thủ Đức Hoa Kỳ. Là xin được biết là cái phái đoàn nào ở xa nhất và phái đoàn nào gần nhất ở đây ạ? Phái đoàn gần nhất ở tại đây thì là phái đoàn chủ nhà, tức là Atlanta, Georgia. Và phái đoàn xa nhất, theo tôi nghĩ thì hiện bây giờ phái đoàn xa nhất là phái đoàn ở Delaware. Thật sự ra thì trong suốt mấy mươi năm qua, kể từ khi chúng ta buộc lòng phải rời quê hương, thì mỗi lần mà có dịp gặp mặt lại anh em Thủ Đức, gặp mặt lại các chiến hữu đồng môn, thì luôn luôn là cái tình huynh đệ chiến binh lúc nào cũng ấm cúng, cũng đầm thắm và hết sức là mà vui vẻ để gặp lại. Bởi vì đó là những anh em chúng ta cùng một trường mẹ và cùng một lý tưởng và cùng một đường lối tranh đấu để chống lại bạo quyền cộng sản. Cho nên là lúc nào là gặp nhau là tưng bừng vui mừng về đủ mọi mặt. Dạ, đây là liên trưởng của chúng tôi là liên trưởng Trần Văn Nga, đến từ Sacramento. Xin kính chào huy trưởng và xin huy trưởng cho biết là hôm nay trong cái cuộc hội ngộ ngày hôm nay đó thì huy trưởng có ra mắt một cuốn sách để cho anh em đọc cho lên tinh thần. Xin huy trưởng cho biết là tác phẩm của huy trưởng ngày hôm nay là cái gì và mục đích nói về cái gì. Kính chào anh Hà Văn Tải cũng như xin chào tất cả quý khán thính giả của đài truyền hình SBTN Boston. Chúng tôi là Trần Văn Nga, ở tại thủ phủ Sacramento. Tôi là trong hội đồng chủ tịch hội đồng giám sát của Tổng hội Thủ Đức. Hôm nay chúng tôi đến Atlanta để tham dự cái đại hội Thủ Đức, và đồng thời chúng tôi cũng có mang theo một cuốn sách để giới thiệu với quý đồng hương ở Atlanta cũng như là anh em chiến hữu của chúng tôi thuộc trường bộ binh Thủ Đức. Thì cuốn sách này chúng tôi xin thưa với quý vị là hoàn toàn nói về văn hóa ẩm thực của miền Tây. Thì cuốn sách này đó thì chúng tôi viết những cái chuyện ngắn ngắn thôi, bởi vì miền Tây của chúng tôi rất dồi dào phong phú về những cái vật liệu để chế biến những cái món ăn ngon miệng, và đặc biệt là những cái ông nhậu rất thích như rùa, rắn, lươn, ếch, nhái, cua, chuột, tất cả những món ăn đó thì ở miền Tây rất là phong phú. Chúng tôi viết cái cuốn này để quý vị và các bạn đồng môn của chúng tôi là gia đình đọc để đồng mà chúng ta giải trí. Quý vị làm bếp, quý vị có lẽ có thể là lật đọc vài trang cho vui cười một tí, rồi quý vị xếp lại, quý vị cất khi khác đọc tiếp. Thì ở trong này nó nhiều lắm, nó có cả hàng trăm cái chuyện khác nhau, thì gần 500 trang. Thì chúng tôi mong rằng quý vị sẽ ủng hộ, là tại vì đây là một cái người ở miền Nam mà viết về một cuốn sách nhé. Thành ra chúng tôi xin cảm ơn tất cả quý khán thính giả của đài truyền hình Boston, SBTN Boston. Kính thưa quý vị, sau phần bầu cử hết sức sôi nổi và ấm cúng, và kết quả của cuộc bầu cử đó là ông Phạm Trung Cang là Tổng hội trưởng Hội sĩ quan chuẩn bị Thủ Đức, ông Trần Văn Nghè, Chủ tịch Hội đồng Cố vấn, ông Nguyễn Xuân Thời, Chủ tịch Hội đồng Giám sát. Thưa quý vị, đó là kết quả của cuộc bầu cử tân ban chấp hành của Hội Thủ Đức nhiệm kỳ 2014 đến 2016. Cảm ơn quý vị đã theo dõi phần phóng sự do SBTN Boston thực hiện tại Atlanta, Georgia. Thank you.
quý vị ở dưới mình đa số lựa chọn nên hay hơn. Tức là có ba người để quá đẹp trai luôn. Vâng, luật sư Đỗ Hữu Vật Trần Ánh xin kính chào quý khán giả của đài truyền hình SBTN. Ngày hôm nay là chương trình bình luận tin tức của SBTN và luật sư với luật sư Đỗ Hữu Vật Trần Ánh xin mời. Xin kính chào quý vị khán giả đài truyền hình SBTN, chào anh Tường Thắng. Dạ vâng, thưa anh Phủ và thưa quý khán giả, trong cái show mà bình luận tin tức tuần trước khi mà luật sư Đỗ Hữu có nhắc đến cái việc mà vận động của đài truyền hình SBTN với VPAC, hội nhân quyền của SBTN và hội cựu tù nhân, hội thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa đã phối hợp để mà vận động cho các thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa hiện tại vẫn còn ở Việt Nam có thể định cư trong tại Hoa Kỳ trong tương lai. Thì cá nhân Tường Thắng cũng như là luật sư Đỗ Phủ cũng đã nhận được rất là nhiều email từ Việt Nam gửi đến để hỏi một số cái trường hợp cá biệt, riêng biệt về cái về thân nhân của mình, trong ông cha của mình, chú của mình. Thì nhờ luật sư khi mà chúng tôi những hồ sơ mà chúng tôi đang làm, thưa quý vị, là cái dự luật này là một cái dự luật thật sự cái luật HO là luật đã có rồi. Dạ vâng. Chúng tôi hiện giờ đang vận động cho danh sách những thương phế binh, vâng, mà sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa mà còn bị lọt lại vì vấn đề họ đã không bị đi tù nhưng mà gia đình của họ cũng đã từng bị đàn áp và từng bị đối xử một cách kỳ thị bởi chính quyền Cộng sản Việt Nam. Vâng. Thì chúng tôi chỉ là người cầm cái danh sách, tức là mình nhận được cái danh sách này qua các hội thương phế binh. Yeah. Của các người cựu chiến sĩ, của các người cựu chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa, những người chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa mà trong đây là cơ quan mà cái hội thương phế binh mà do cô Hạnh Nhân đứng đầu. Yeah. Đang lập cái danh sách đó và cái danh sách đó đã đưa qua chúng tôi và chúng tôi lấy danh sách từ bên hội những người thương phế binh. Vâng. Chứ không phải chúng tôi lập danh sách đó ra. Vâng. Cho nên nếu quý vị nào mà nghĩ rằng là gia đình mình, là những bố mẹ mình là cựu sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa mà là thương phế binh thì xin quý vị liên lạc với hội thương phế binh của cô nhi quả phụ của Việt Nam Cộng Hòa và họ sẽ bổ sung danh sách đó để họ đưa danh sách ra qua chúng tôi. Dạ vâng. Tại vì thật sự chúng tôi không phải là cái nơi mà biết được người nào thật sự là thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa, người nào trước đây có phục vụ trong quân đội. Dạ. Nhưng mà các cô, các chú, các bác trong hội thương phế binh là những người cựu sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa thì họ có sẽ nhận hồ sơ đó và họ sẽ bổ sung hồ sơ đó và đưa chúng tôi. Rất tiếc là cái vấn đề mà vận động cái bổ sung cái luật HO mà có từ trước đến giờ đó, đây là vấn đề khó khăn chứ không phải dễ. Dạ vâng. Tại vì khi mà các người mà thương phế binh này qua đây chắc chắn là sẽ phải chính họ đó là những người mà chúng tôi sẽ vận động để họ được qua đây, nhưng mà tại vì những người này là những người tàn tật. Yeah. Thì dĩ nhiên những cái chuyện mà sau này của họ sẽ do chính phủ Hoa Kỳ lo cho những cái tiền mà những người tàn tật. Vâng. Chẳng hạn như là cái tiền SSI, cái đó cũng là một gánh nặng của chính phủ Hoa Kỳ. Vâng. Cộng đồng chúng ta có đóng góp, tôi nghĩ có đóng góp cũng là đóng góp phần nào trong cái vấn đề mà tiền vé máy bay. Vâng. Những cái tiền hoặc là những cái tiền mà mới qua kiếm được những gia đình bảo trợ để cho các gia đình thương phế binh đó họ được hội nhập với cuộc sống Hoa Kỳ. Yeah. Tuy nhiên đó là một cái chuyện mà trở ngại rất lớn, thưa quý vị cũng biết, là nhất là bây giờ hai lưỡng viện của Hoa Kỳ đó thì cái vấn đề ngân sách quốc gia là một cái chuyện mà đứng hàng đầu. Yeah, vâng. Cho nên kiếm cái funding đó, tức là kiếm cái tiền đó để cho bổ sung cái luật HO này là một cái chuyện mà vận động rất cam go. Vâng. Chứ không phải là chuyện nó dễ. Yeah. Chúng tôi rất muốn đó là mình vận động luôn cho cả 10.000 thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa ở Việt Nam. Dạ vâng. Đó là lòng mình. Đó là cái câu hỏi nhiều người cũng nhưng thắc mắc. Nhưng mà chúng đó. Tôi không thể nào mình vận động được 10.000 người cả. Vâng. Tại vì nếu mà mình mà vận động cho 10.000 người thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa đó, tức là luôn cả những người lính đó, yeah, thay vì chỉ sĩ quan không đó, thì chúng tôi nghĩ rằng là cái luật HO đó sẽ không bao giờ
mà có thể thực hiện được. Vâng. Đây là chúng tôi chỉ nói con số là có khoảng chừng 500 gia đình. Vâng. Của những người cựu sĩ quan Thương Quyết Binh Cộng Hòa mà thôi. Dạ vâng. Mà mình đã nói là những người này và luôn cả gia đình họ là con số có thể lên từ 2.000 lên tới 5.000 người rồi. Tại vì vâng. mình tính theo một gia đình đó, dạ vâng. dạ. Một gia đình mình tính bình quân là một gia đình khoảng chừng 5-6 người đó. Vâng. Thì con số này có thể lên tới 3.000 hoặc 4.000 người. Vâng. Đây là một cái chuyện mà về vấn đề ngân sách không phải là nhỏ đối với lại cái ngân sách của Hoa Kỳ, nhất là lưỡng viện đang bị kiểm soát bởi Đảng Cộng Hòa, và cái vấn đề ngân sách là cái chuyện mà Hoa Kỳ đang nói là phải kiểm soát. Dạ vâng, dạ vâng. Sẵn anh nói về cái vấn đề liên quan đến Hoa Kỳ thì thằng Thắng cũng xin nói về tin Hoa Kỳ trước luôn. Và nếu mà mình làm như vậy đấy thằng Thắng, dạ. Thì cái luật này đó cho những người cựu sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa thì tôi nghĩ là khả thi được, tại vì tương đối là cái budget, tức là cái ngân sách đó, nó tương đối dễ vận động hơn. Dạ vâng. Thay vì chúng ta vận động 10.000 người thì tôi nghĩ là thì rất là khó, không làm khó, được. Dạ vâng. Không làm được. Nhưng mà riêng có một cái câu hỏi thế này, có nhiều người cũng thắc mắc là riêng có những cái trường hợp sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa đã đi học tập cải tạo 6 năm. Thì trường hợp bây giờ có được định cư Hoa Kỳ hay không? Trong cái luật hát đâu là tất cả những người nào đã từng đi tù cải tạo trên 3 năm đều được vô cái danh sách đó. Tôi nghĩ là có thể những người nào mà đã đi tù cải tạo đó mà nó nộp đơn có thể nộp trễ hoặc nộp không đủ đó thì bây giờ nó quá hạn rồi. À vâng. Cho nên những trường hợp những người đó lại là rơi vào cái trường hợp là luật hát đâu cũ. À. Nhưng mà tại vì quá hạn nộp đơn hoặc là không biết về cái chuyện này để nộp đơn lúc đó. Yeah. Cho nên đặt trường hợp như vậy thì cái luật hát đâu họ có cái thời gian đáo hạn. Đó là một cái khúc mắc nữa mà chúng tôi chưa biết có những hồ sơ như vậy. Dạ chúng tôi chỉ biết là những người nào đã từng bị đi tù học tập cải tạo đó với Cộng sản Việt Nam họ đã nộp đơn rồi. Vâng. Còn riêng những trường hợp mà tại vì trễ hạn, tại vì không biết về chương trình này, dạ vâng. hoặc là nơi xa xăm không biết về chương trình này thì thật sự những cái hồ sơ đó tôi nghĩ là phải theo từng hồ sơ một, tại vì tôi chưa có dịp để coi con số những người đó kẹt lại là bao nhiêu, những người không biết về cái chuyện. Dạ vâng. Đó, đó. Dạ vâng. Vâng, rất mong là trong những ngày sắp tới chúng ta sẽ có thêm chúng ta sẽ tin tiếp tức. Tục vận động dạ vâng. để nó trở thành một cái luật khiếm khuyết và anh em chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. Dạ vâng. Vâng, và trở lại cái phần tin của Hoa Kỳ đó thì như anh Vũ vừa trình bày đó thì hiện tại lưỡng viện quốc hội sẽ do Đảng Cộng Hòa nắm và bắt đầu từ tháng 1 2015. Thì khi mà hiện tại nó đang có một cái khúc mắc rất là lớn là cái việc hai cái vấn đề quan trọng nhất giữa Tổng thống Obama là thuộc Đảng Dân Chủ là phía bên hành pháp và bên lập pháp là do Đảng Cộng Hòa nắm. Thì cái vấn một trong những vấn đề đó là vấn đề di dân. Vấn đề di dân hiện tại đó thì Tổng thống Obama trong cái chuyến đi dự hội nghị APEC và G20 vừa rồi đó đã có tuyên bố là sau khi ông trở về đó ông sẽ dùng cái quyền gọi là executive quyền hành pháp đó, quyền hành pháp để ký và công nhận ít nhất là 5 triệu người đang sống bất hợp pháp là có những liên hệ gần gũi với là những người công dân Hoa Kỳ để họ có thể ở lại Hoa Kỳ một cách hợp pháp. Và cái executive order này chúng ta cũng biết là nó là một cái lệnh của tổng thống. Vâng. Và cái lệnh tổng thống nó chỉ có giá trị cho từng tổng thống một thôi. Dạ vâng. Ví dụ như ông tổng thống Obama ông ký cái executive order này nhưng mà hết nhiệm kỳ của ông ở tổng thống khác lên thì có thể xóa cái executive order này. À có thể chứ, xóa à? Xóa chứ không phải là hết hạn. Không phải là minh viễn. À. Đó. Tại vì có thể xóa và cái luật này đó chỉ có giá trị trong thời gian ông tổng thống Obama làm tổng thống thôi. Vâng. Và tổng thống khác có thể phủ quyết cái này vâng. và không tôn trọng cái này nữa. Vâng. Nhưng mà nếu mà quốc hội lưỡng viện mà ra luật đó thì vâng. nó trở thành một cái bộ luật của sở di trú. Vâng. Thì trong những cái executive order, tức là những cái lệnh của tư pháp này ra đó yeah. thì cho những trẻ em, đặc biệt là những trẻ em đi học lớn lên ở Hoa Kỳ. Dạ vâng. Đi học ở Hoa Kỳ vâng. không vi phạm tiền án thì những em đã không bị trục xuất. Dạ đó vâng. là một cái phần của trong cái executive order vâng. đó như vậy. Hình như cái đó đã đang thi hành. Nhưng mà còn một cái lỗi thì đó hiện tại đó Tổng thống Obama và Đảng Cộng Hòa đang gặp những cái mâu thuẫn liên quan đến di trú. Cái đó thì có thể là cho tới giờ này đó thì cái mâu thuẫn đó có thể khó mà là giải quyết được để mà hai bên có thể gặp gỡ nhưng giữa đường. Nhưng mà phía bên Đảng Cộng Hòa cũng bị chính cái mâu thuẫn tính chính trong nội bộ là như vậy, tại vì một số người thượng nghị sĩ, hai người thượng nghị sĩ, một yeah. người thượng nghị sĩ vừa rồi đó ở bên Florida thì họ đang ủng hộ cái vấn đề di dân vâng. bất hợp pháp, tại vì ở đó là người Florida là dân gốc Cuba. Cuba rất nhiều. Dạ vâng. Cuba rất nhiều. Thì ông này là lên là ông muốn làm cái immigration reform giống như Tổng thống Obama. Vâng. Còn một phe mà gần như là hơi gần phía hữu chút xíu đó vâng. thì chống lại cái chuyện này. Dạ vâng. Và họ nói là Tổng thống Obama làm như vậy là đã không có hỏi ý của những người bảo thủ dạ, vâng. của bên thì đó, thì đó thì cho nên đó là hai đó là tại cái mâu thuẫn này có thể hai bên không gặp gỡ giữa đường được mà cuối cùng sẽ đi đến là tổng thống Obama đi một mình
Tuy nhiên có một cái nữa mà hai bên có thể gặp gỡ được giữa đường và hòa hợp với nhau được đó, đó là cái luật về Obamacare, tức là luật về vấn đề y tế. Thì chúng ta có hai cái luật mà đảng Cộng Hòa muốn thay đổi. Thứ nhất là cái luật của Tổng thống Obamacare đó, là vật liệu y tế đó, là những cái dụng cụ y khoa sản xuất sẽ bị đóng thuế 2.3%. Lý do họ phải đóng thuế cái số tiền đó dùng để bổ sung cho ngân sách để mà không có bị thâm thủng. Thì phía bên Cộng Hòa là họ chống cái này, họ bảo là đó là dụng cụ y khoa và để tạo ra công ăn việc làm thì không nên đánh thuế. Đó là một cách. Thì cái này có thể thông qua. Tổng thống Obama sẽ đồng ý. Việc thứ hai đó là hiện tại cái luật của Tổng thống Obama quy định rằng là trong một cái công ty nếu mà trên 50 người làm full time, tức là toàn thời gian đó, thì bắt buộc phải mua bảo hiểm y tế cho những người công nhân này. Nếu mà không mua sẽ bị phạt một số tiền từ 2-3.000 đô la cho mỗi một công nhân. Thì cái trong trường hợp này đó thì phía bên đảng Cộng Hòa họ nói là họ sẽ phải định nghĩa lại cái chữ full time, tức là học làm toàn thời gian là bao nhiêu tiếng thì mới bị phạt, để có thể thay đổi, không có ép buộc những công ty tư nhân một cách nặng nề như thế. Tại vì 2016 nếu họ không thi hành là họ sẽ bị phạt. Và chính vì vậy có nhiều công ty hiện tại bây giờ đó là một cái nặng đối với họ, và họ muốn là một là kềm hãm, tức là không mướn trên 50 nhân viên, hoặc mướn trên 50 nhưng mà không cho họ làm full time, họ cho họ 30 tiếng một tuần thôi, thí dụ như vậy, để mà giảm thiểu cái tiền bảo hiểm hiện y tế. Giờ cái luật mà 50 đó là 50 full time. 50 full time. 50 full time. Dạ, toàn thời gian. Còn nếu mà anh có part time không tính, vẫn dạ, anh thu lại có 50 nhân viên mà 50 nhân viên full time. Dạ đúng như vậy. Thì trong trường hợp đó trên 50 là phải mua bảo hiểm cho họ. Yeah. Cái vấn đề đây là phải make a plan available cho những người nhân viên đó. Vâng. Và cái plan đó đó thì hãng thường là phải có subsidy, tức là yeah, cũng phải trả tiền bảo hiểm cho nhân viên. Vâng. Và ít nhất là phải 50% trong cái nhân viên trong hãng nó đồng ý participate đó, tức là vô cái plan bảo hiểm. Thì hãng bảo hiểm nó họ mới bán cho. Mới chịu bán. Dạ vâng. Thì đó là một, nhưng mà hai cái vấn đề đó liên quan y tế thì Tổng thống Obama và Đảng Cộng hòa có thể hai bên đồng thuận với nhau để tìm một cái giải quyết. Riêng vấn đề di dân là vấn đề rất là khúc mắc, và cái vấn đề này cũng liên quan đến cái vấn đề mà lúc nãy anh nói là vấn đề thương phế binh. Tại vì đảng Cộng hòa khi họ nắm thì họ rất là bảo thủ trong vấn đề tiền bạc, họ không muốn chi thêm. Thì mình hy vọng là mình có thể vận động được, mình có thể vận động được, tại vì mình nhờ ông John McCain là một người bên đảng Cộng hòa. Vâng. Và mình sẽ nhờ một người nữa là ông dân biểu Ed Royce cũng bên đảng Cộng hòa. Vâng. Và tôi cũng nhờ những người bên đảng Dân chủ nữa. Tức là cái luật này mình phải vận động khéo làm sao là cái luật này do lưỡng đảng họ đưa ra chứ không phải chỉ có một do đảng một đảng đưa ra. Vâng. Trước khi trở lại phần thông tin thương mại, phần bình luận tin tức Tường Thắng xin mời quý nhà theo dõi phần thông tin thương mại của đài truyền hình SBTN. Chúng ta sẽ trở lại trong giây lát. Vâng, vừa rồi là phần thông tin thương mại của đài truyền hình SBTN. Sau đây luật sư Đỗ Phổ với Tường Thắng xin được trở lại với phần bình luận tin tức. Trở lại phần tin kinh tế Việt Nam, thừa quý khán giả và thưa anh Vũ, thì trong tuần lễ hiện tại phía bên Cộng sản Việt Nam đang có những cuộc họp tại Quốc hội của họ, một năm họp hai lần. Thì có một cái bản tường trình của ông Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư là của ông Bùi Quang Vinh. Ông này là một trong những người đã đưa ra một số cái nhận định khá chính xác và bạo, nghe phải nói rất là bạo liên quan vấn đề kinh tế của Việt Nam. Đây là báo Vietnamnet họ đưa ra. Thì ông Bộ trưởng này, ông Bùi Quang Vinh, ông nói rằng là thứ nhất á, bây giờ muốn tăng trưởng á, từ 8 đến 9% á, thì phải 40 năm nữa Việt Nam mới có thể bằng Hàn Quốc, tức là Nam Hàn. Bằng Nam Hàn. Nhưng mà khi chúng ta phải hiểu rằng là khi 40 năm nữa mà bằng Nam Hàn rồi thì anh phải hiểu là Nam Hàn lúc đó là họ sẽ đi tiến cực rất là xa. Bằng Nam Hàn bây giờ hả? Tức là 40 năm nữa bằng Nam Hàn bây giờ. Dạ, cho nên ông Bùi Quang Vinh ông nói rằng là phải có sự thay đổi. Và điều đặc biệt là ông Bùi Quang Vinh ông đã nhiều lần cũng nhắc đến cái việc phải thay đổi thể chế thì mới có thể tháo gỡ được cái vấn đề kinh tế. Cái hình kế tiếp thưa quý khán giả, ông đã nói rằng là ông ta nói rằng là tiềm năng hay không á do chính là con người. Tài nguyên không quyết định mà thể chế sẽ quyết định tăng trưởng. Những đất nước không có tiềm năng về tài nguyên nhưng họ có tiềm năng về con người là những nước phát triển mạnh mẽ nhất. Cái ý ông ta trong cái câu này vẫn nói là trong vấn đề phải thay đổi cái thể chế, và chính cái thể chế đó kìm hãm con người và buộc cái con người, đưa con người Việt Nam trở thành một những cái lao động giá rẻ. Chúng ta mới cũng biết rằng là công ty điện thoại Samsung mới đây cũng đã bỏ ra một số tiền gần 2 tỷ Mỹ Kim để tiếp tục đầu tư vào Việt Nam. Nhưng mà chúng ta phải hiểu là tại sao Samsung phải đầu tư ở Việt Nam mà không có đầu tư ở Trung Cộng. Lý do là bởi cái giá lương của Trung Cộng ngày ngày càng tăng mà cái số lợi nhuận của công ty Samsung ngày càng giảm. Anh thấy đây là những con số mới nhất về cái sự lợi nhuận của công ty Samsung là công ty dùng sản xuất điện thoại thông minh, tức là smartphone. Anh thấy cái quarter, cái tam cát nguyệt số 3, anh thấy nó càng ngày đó chỉ có tam cát nguyệt thứ 3 của 2013 đó là cái lợi nhuận cao nhất. Nhưng mà càng ngày cái lợi nhuận này càng thấp.
tức là giá thành ở bên Trung Cộng nó lên cao, nó càng lên cao, và thứ hai là người ta có những sự cạnh tranh rất nhiều điện thoại thông minh hiện tại trên thị trường. Chính vì vậy bây giờ không thể tiếp tục ở nằm ở Trung Cộng nữa, thì họ mới đưa cái cơ sở sản xuất họ vào Việt Nam để lợi dụng cái giá nhân công rẻ của Việt Nam để mà hy vọng rằng là họ có thể tạo ra được cái sự lợi nhuận cân bằng như là lần trước. Nếu mà mình nói về chuyện mà Nam Hàn đó, hãng Samsung của Nam Hàn qua Việt Nam để và để tạo công ăn việc làm với người dân Việt Nam đó, anh phải nhớ đó. Thì theo như anh Cộng sản nói, Việt Nam mình tỷ lệ thất nghiệp có 1% mà đâu cần 1.8%. Đúng là như vậy. Không cần đầu tư. Không cần đầu tư. Cho nên chúng ta mới thấy rằng là hiện tại đó, chúng ta thấy rõ ràng là khi mà sử dụng cái giá lao động rẻ đó, thưa anh Vũ và thưa quý vị, thì có nghĩa rằng là nếu mà Việt Nam mà không tiếp tục đào tạo con người, mà gọi là dùng danh từ là nâng cấp con người đó, thì sẽ có những cái thị trường khác lao động giá rẻ nó sẽ thay thế Việt Nam trong tương lai rất là dễ dàng. Bây giờ chúng ta nhìn lại cái model, tức là khuôn mẫu manufacturing, tức là khuôn mẫu sản xuất tại Hoa Kỳ, chúng ta thấy nó thay đổi rất là nhiều. Ngày xưa chúng ta còn nhớ là hồi mới từ nắng cũng như anh Phủ vừa mới định cư tại Hoa Kỳ, chúng ta thấy có rất nhiều cái cơ sở sản xuất ngay đây, may mặc ở đây, ngay cả cái quần lót như Fruit of the Loom rất là nổi tiếng, Made in USA, cũng Made in USA, nhưng mà bây giờ những cái đó nó đã được đưa qua Việt Nam hoặc đưa những Mexico, những quốc gia khác có lao động giá rẻ để thực hiện. Thì bây giờ đó, cái manufacturing, tức là cái cơ chế sản xuất tại Hoa Kỳ, nó không còn sản xuất cái vật thể là physical nữa, mà nó sản xuất ý tưởng. Chẳng hạn như công ty iPhone. Công ty iPhone nó chỉ đưa ra cái ý tưởng sáng tạo lập cái điện thoại thông minh, nhưng mà về cái vật thể, cái physical đó mà lắp ráp cái đó đưa qua Trung Cộng. Nó đưa qua Trung Cộng với cái giá rẻ hơn, anh Trung Cộng làm nó chỉ được cái $8 thôi. Nhưng mà anh iPhone kỳ này cũng là khúc mắc là anh hứa là anh sẽ mang một số công việc nó về lại Hoa Kỳ. Dạ, anh hứa là mang lại về lại Hoa Kỳ. Là giá thành của nó cao. Vì giá thành càng ngày càng cao. Nhưng mà anh Apple trả cho Trung Cộng có $8 cho một cái phone, trong khi anh bán một cái phone bây giờ là $600 tới $700. Chúng ta thấy cái sự lợi nhuận rất là nhiều. Và cho nên bây giờ đó, cái model mới về sản xuất đó tại Hoa Kỳ nó là ý tưởng, chứ không còn sản xuất về vật thể. Cho nên chúng ta sẽ, đó là do tại sao mà cái môi trường sống tại Hoa Kỳ càng ngày càng trong sạch hơn, là bởi vì không có những cái pollution, tức là không có bị ô nhiễm. Trong khi đó cái gì ô nhiễm họ đẩy ra ngoài, và anh Trung Cộng là anh bị ô nhiễm nặng nề nhất hiện tại. Và nếu chắc anh Đỗ Phủ cũng đã qua Đài Loan rồi, thì thấy Đài Loan hiện tại đó, khi mà tới đó, cái thành phố Đài Loan, chúng ta nhận thấy cái pollution nó vẫn còn đóng lại rất nhiều tại cái bán đảo này. Bây giờ thì họ đưa cái đó qua bên Trung Cộng rất là nhiều, nhưng mà cái pollution, những cái ô nhiễm nó vẫn còn Đài Loan có một thời gian làm rất nhiều. Và chúng ta cũng nhớ là đi vô những cái chợ Hoa Kỳ cách đây khoảng chừng 20 năm trước đó, tới 25 năm trước là mới đến Đài Loan không ạ? Mới đến Đài Loan. Dạ vâng. Bây giờ anh sẽ trở lại một cái bản tin khác liên quan đến hội nghị APEC Thành phố. Đây là một hội nghị rất là quan trọng về có sự tham gia của rất nhiều quốc gia liên quan với đề kinh tế tại vùng Đông Nam Á. Thì cái người chủ nhà trong lần này là anh Trung Cộng, là anh Tập Cận Bình. Thì qua cái hội nghị của khối APEC lần này đó, thì Tập Cận Bình muốn để lại một thông điệp, một dấu ấn rất là rõ đối với Hoa Kỳ và cũng như với các quốc gia trên thế giới. Thì chúng ta thấy là hiện tại đó, thứ nhất là qua trong chúng ta nhìn cái bản đồ này là cái bản đồ của tờ Wall Street Journal họ vẽ, thưa anh Phủ. Đây là cái gọi là con đường buôn bán tơ lụa ngày xưa, thì con đường tơ lụa này của theo cái ý tưởng của Tập Cận Bình á, là nó nối liền cả từ Âu Châu qua Á Châu và đi về phía cả Nam Dương và Úc Châu. Nó nối liền tất cả một cái, nó tạo thành một cái hệ thống kinh tế như toàn cầu như vậy. Và đó là cái dấu ấn mà Tập Cận Bình muốn để lại trong cái hội nghị APEC này. Và chúng ta biết rằng là ở trong cái hội nghị này đó, thì có một cái hiệp ước mậu dịch, chúng ta biết là TPP. TPP thì nó loại bỏ anh Trung Cộng ra ngoài, là bởi vì anh Trung Cộng không muốn bị ràng buộc bởi cái khuôn mẫu về kinh tế mà Hoa Kỳ đưa ra là phải cạnh tranh công bằng, trong đó vấn đề môi trường, vấn đề công đoàn phải độc lập. Và không có công ty quốc doanh. Thì anh Trung Cộng không thể vô được, là bởi anh không chấp nhận công đoàn độc lập và anh không chấp nhận bỏ quốc doanh. Thì anh bỏ ra. Nhưng mà anh Trung Cộng thì muốn thực hiện một cái khế ước mậu dịch gọi là FTAAP. Mà FTAAP đây là cái hình của tờ Economist họ mới vẽ ra. Thì xin lỗi, một cái hình. Chúng ta để ý nè. Cái FTAAP đó là ngày xưa là do anh Hoa Kỳ ảnh đẻ ra. Nhưng mà sau này ảnh không... Hoa Kỳ không muốn theo cái khuôn mẫu này nữa, tại vì muốn loại anh Trung Cộng ra thì mới đưa ra cái khuôn mẫu khác là TPP. Thì hiện tại nó có ba cái khuôn mẫu kinh tế tại vùng Đông Nam Á. Cái TPP đó là không có anh Trung Cộng,
Nhưng mà cái FTAAP thì anh Trung Cộng bây giờ lấy cái ý tưởng đó và làm theo, nhưng mà loại anh Hoa Kỳ ra. Nếu anh để kỹ nhìn đó, thì anh RCEP cũng là một cái trung tâm kinh tế khác mà anh tập mà phía bên Trung Cộng họ đề nghị, và trong đó loại Hoa Kỳ ra ngoài. Thì qua tất cả những gì chúng thấy cái hệ thống mậu dịch đó, ở tại vùng Đông Nam Á, thì bây giờ Tập Cận Bình là muốn để lại cái dấu ấn và muốn qua đó muốn Hoa Kỳ và quốc gia khác trên thế giới phải nhìn nhận cái quyền lợi của Trung Cộng là một cái quyền, là một cái quyền lực và một thế lực ngay tại vùng Đông Nam Á, và phải chia sẻ cái quyền lực đó đổ cho ảnh để ảnh có thể đứng ngay tại trời vùng đó. Nghĩa là phải coi ảnh như là một cái trung tâm quyền lực, và ảnh sẽ kiểm soát vùng Đông Nam Á. Rất tiếc là các nước Tây phương đều coi anh Trung Cộng là một sự đe dọa, nhưng mà sự khủng hoảng của Trung Cộng làm sự đe dọa hay không? Nhưng mà thế giới bây giờ đang bị kẹt đánh Putin cũng là cái sự hung hãn. Dạ vâng. Nhất là bên phía bên châu Âu. Dạ vâng. Thì đó cái vấn đề là ở chỗ là bây giờ đó về phía châu Âu đó thì chúng ta biết là trong cái hội nghị G20 đó thì Putin đã phải về sớm. Và có lẽ là một trong những cái bản tin mà nhiều người để ý nhất đó là ông Thủ tướng Canada. Khi bắt tay ông Putin tại hội nghị G20 tại Brisbane ở Úc á, thì ông nói thẳng nha, bắt tay thì tôi lỡ phải bắt tay ngoại giao thì phải bắt, nhưng có một kiểu tôi yêu cầu ông là phải ra khỏi Ukraine. Thì chúng ta cũng thấy tất cả những cái chủ nghĩa gọi là bá quyền hiện tại nó không phù hợp với cái thế giới mà ở đó mà kinh tế nó làm chủ được. Và ông Putin đó, mặc dù ông không phải là nước Nga, không phải là nước cộng sản nha. Vâng. Nhưng mà Putin hồi xưa là một người KGB. Dạ vâng, dạ vâng. Và một tình báo viên KGB, tức là người cộng sản thứ gọc đó. Vâng. Anh thấy cộng sản gọc á, họ rất là lì, mặt rất dày. Vâng. Lính Nga để tiến vào Ukraine, nhưng mà rõ ràng bảo là không có lính Nga trong không Ukraine. Không có Ukraine. Vâng, thì trở lại cái vấn đề Tập Cận Bình đó, thì chúng ta thấy là bây giờ đó cái khuôn mẫu mà Tập Cận Bình muốn áp dụng vừa chính trị mà vừa quân sự và vừa kinh tế tại vùng Đông Nam Á, thì rõ ràng là vấn đề chính trị hiện tại đang bị một số các quốc gia họ phản đối, và hiện tại đó thì Trung Cộng mới sử dụng tiền của mình coi như củ cà rốt để mà đầu tư rất nhiều những quốc gia ở trong vùng Đông Nam Á và Á Châu, đặc biệt là Việt Nam, Lào, Campuchia và bây giờ và Miến Điện, và họ đã thành lập một cái ngân hàng gọi là ngân hàng Asian Infrastructure, có nghĩa là Á Châu mà hạ tầng cơ sở, để cạnh tranh trực tiếp với lại Nhật Bản là cái ngân hàng phát triển Á Châu, để mà qua đó họ để cái dấu ấn lại. Họ đang muốn. Vâng, họ đang muốn. Tuy nhiên nếu mà chúng ta nhìn kỹ đó, thưa anh Phủ, thưa quý giả, thì cái GDP đó của Trung Cộng đó, nó nằm giữa Phi Lực Tân và nằm giữa Anh Mã Lai. Tức là người Trung Cộng họ vẫn nghèo, chỉ có chính quyền là nó giàu thôi. Nhưng cái câu hỏi đặt ra là liệu Tập Cận Bình có thể đạt được cái mộng đạt được hay không với cái GDP như vậy? Vấn đề là những cái chuyện mà anh muốn hết chủ nghĩa bá quyền đó, và anh muốn anh một cường quốc thật sự là cái người dân anh phải sướng. Dạ vâng. Nhưng với chính thể của cộng sản như vậy thì Trung Cộng chỉ có là một cái nơi mà để vận dụng sức lao động của người dân mình. Vâng. Và chính phủ Đảng Cộng sản là người nắm những cái tiền đó để thao túng. Dạ vâng. Chứ Trung Cộng khó trở thành một cường quốc, thật sự một cái siêu cường quốc. Dạ vâng. Thì bây giờ với cái giấc mơ đó, Tập Cận Bình thì Cộng sản Việt Nam đứng ở đâu? Trong cái phương trình và trong cái Cộng sản Việt Nam muốn đứng đâu đó cũng do sự quyết định của người Cộng sản Việt Nam. Họ muốn đứng về dân tộc hay đứng để cho bị... Để bị lệ thuộc và về phương Bắc. Đó là cái mà chúng ta sẽ phải theo dõi trong những ngày sắp tới, cái động thái nó như thế nào. Rất tiếc về thời gian không còn nhiều nữa, luật sư Đỗ Phủ và Thượng Nắng xin hẹn quý khán giả vào tuần sau cũng giờ này trên đài truyền hình SBTN. Xin kính chào quý vị khán giả. Kính thưa toàn thể quý khán giả SBTN Úc Châu, chương trình Thời cuộc Việt Nam hôm nay lại được trở lại để hầu chuyện cùng toàn thể quý vị với một cái chủ đề là chúng tôi muốn biết về hội nghị Thành Đô. Thì thưa với lại quý vị là trong cái buổi chia sẻ hôm nay, chúng tôi may mắn có mời được một nhà đấu tranh cho tự do dân chủ và nhân quyền ở tại quốc nội, đó là ông Huỳnh Ngọc Tuấn. Lần trước ông Huỳnh Ngọc Tuấn cũng đã có một cái sinh hoạt trong cái chương trình Thời cuộc Việt Nam và cũng đã có chia sẻ, và trong cái phần này chúng tôi đã có thưa với quý vị rằng ông Huỳnh Ngọc Tuấn là một người đã ở chung một trại tù với chúng tôi. Thành ra chúng tôi xin mở đầu bằng cách xin phép với lại quý vị thế này để cho
cuộc đối thoại giữa cá nhân tôi với lại ông Huỳnh Ngọc Tuấn ở trong quốc nội để chia sẻ với lại quý vị trong cái chủ đề vừa trình bày, trong cái tinh thần của anh em, cho nên xin cho chúng tôi được phép xưng hô là anh em với nhau. Thay vì tôi gọi ông Huỳnh Ngọc Tuấn bằng ông thì nó xa cách quá, trong cái đó thật sự chúng tôi lại là những người bạn tù với nhau. Anh ra xin cho phép chúng tôi được gọi ông Huỳnh Ngọc Tuấn bằng anh để cho chúng tôi chia sẻ câu chuyện. Chúng tôi nghĩ rằng qua những cái tinh thần thân ái đó thì câu chuyện nó sẽ cởi mở và nó sẽ đưa đến cho quý vị những cái dữ kiện cần biết, hoặc là trong một cái tinh thần hứng thú hơn. Xin cảm ơn quý vị rất là nhiều. Thưa với lại anh Huỳnh Ngọc Tuấn, chúng tôi vừa mới trình bày với lại quý khán giả của SBTN và xin được mời anh lên tiếng để chào quý khán giả. Sau đó chúng ta sẽ đi vào cái chủ đề chúng tôi muốn biết và hội nghị thành đô. Xin cảm ơn anh. Dạ, xin kính chào anh Vũ Trọng Khải. Tôi là Huỳnh Ngọc Tuấn từ Quảng Nam. Xin kính chào quý vị khán giả của đài SBTN Úc Châu. Chúc quý vị khán giả một ngày may mắn và tốt đẹp. Vâng, cảm ơn anh Huỳnh Ngọc Tuấn. Ngày hôm nay thì thưa với anh là chúng tôi cũng mong được anh chia sẻ trong cái chủ đề mà vừa mới trình bày. Sở dĩ mà chúng ta phải quay lại cái chủ đề này, trước nhất là cái mình phải nhận thấy rằng là cái mục đích của cái phong trào chúng tôi muốn biết đưa ra trong giai đoạn này, người ta đã nhắm vào cái những cái biên bản thuộc về cái hội nghị thành đô. Tuy nhiên vừa mới có hai sự kiện khá quan trọng để cho chúng ta phải quan tâm đến, và chúng tôi nghĩ rằng đây là một cái nhức nhối đối với lại anh em đang ở trong quốc nội có một cái tinh thần hướng về cái công cuộc đấu tranh cho độc lập và tự do của dân tộc chúng ta trước sự xâm lăng của Trung Cộng và sự tiếp tay của Đảng Cộng sản Việt Nam. Hai cái sự kiện đó là, thứ nhất, chúng ta thấy ở trên báo của Cộng sản đã đăng rõ ràng rằng khu vực Vũng Áng hiện nay có vào khoảng, có thể trên nữa, 4.000 công nhân người Hoa, và họ đã đề nghị để cho khu Vũng Áng trở thành vùng tự trị. Cái quan tâm thứ hai là Ủy ban Nhân dân Huế Thừa Thiên đã chấp nhận cho một công ty của Trung Cộng khai thác đèo Hải Vân kéo dài ra cho tới bờ biển để làm một khu du lịch. Và bên phía Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã có một cái lên tiếng phản đối về cái việc này, vì cho rằng đây là một vị trí quan trọng về quân sự để bảo vệ đất nước. Bởi vì nếu theo như cái quan điểm của Đà Nẵng thì nếu Trung Cộng nắm được cái vùng đèo Hải Vân đó thì ngay kể cả đất liền cũng như là không phận đã bị Trung Cộng kiểm soát. Tương ứng với cái vụ của Vũng Áng thì chúng ta thấy rằng những gì xảy ra ở tại Vũng Áng trong cái khu vực đó hoàn toàn giới cầm quyền Cộng sản Việt Nam không kiểm soát được, rằng họ đã mang gì vào đó, họ thiết bị cái gì trong đó, những người công nhân đó có phải là quân đội Trung Cộng trá hình hay không. Và nếu bây giờ nắm được cái Hải Vân nữa thì nó sẽ tạo nên một cái thế liên hoàn giữa những cái điểm mà Trung Cộng đã đóng chốt trá hình dưới những cái khai thác hay làm ăn kéo dài từ phía Quảng Ninh qua xuống tới cái tận Bình Dương, chạy xuống tới tận cả Kiên Giang nữa. Thế thì trong cái phần này thì chúng tôi đề nghị với lại anh Tuấn, chúng ta giới hạn lại trong cái phần thứ nhất, nó liên quan tới Vũng Áng, đèo Hải Vân, rồi một phần nào đó mà những cái tiết lộ của WikiLeaks hay là một vài nhân vật mà họ biết được về cái hội nghị thành đô này họ tiết lộ ra cho chúng ta. Còn hiện nay bản văn chính thức về hội nghị thành đô thì Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn che giấu, vì mọi người đều nghĩ rằng cái hiệp ước thành đô này là một cái hiệp ước bán nước, và chính vì thế nó là một cái tội rất nặng của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với Tổ quốc và dân tộc, cho nên họ đã tìm cách
che giấu, dù rằng với cái sự đòi hỏi của phong trào chúng tôi mới biết, họ có đưa ra một cái bản văn để giải thích, nhưng cái bản văn này đã bị một số người phê phán rằng hoàn toàn che giấu và sai lạc đối với lại sự thật. Thế thì xin anh Tuấn cho biết ý kiến của anh nói chung về những phần mà chúng tôi vừa mới trình bày để quý khán giả có thể theo dõi một cách rõ ràng hơn, vì anh là người ở tại quốc nội, đương nhiên anh nắm vững hơn cá nhân tôi rất là nhiều. Xin mời anh ạ. Dạ, cảm ơn anh Vũ Đồng Khải. Như chúng ta đã biết thì đất nước Việt Nam chúng ta đã dài từ Nam chí Bắc, có một bờ biển dài hơn 3.000 cây số. Với một lãnh thổ mà nó trải dài như vậy và bờ biển dài như vậy thì nó rất thuận lợi trong thời bình để chúng ta mở cửa giao thương với quốc tế. Nhưng mà nếu đất nước ở trong một tình trạng bị đe dọa về chiến tranh xâm lược thì cái địa hình đó nó là một trong những yếu tố tạo sự bất lợi. Vì sao? Vì một cái địa hình mà nó trải dài từ Bắc xuống Nam với hơn 2.000 cây số như vậy, chúng ta có thể bị tấn công bất cứ lúc nào mà đất nước chúng ta sẽ bị chia cắt rất là dễ dàng. Đây là một cái điểm vô cùng nguy hiểm đối với đất nước chúng ta. Những người Cộng sản Việt Nam thì họ không phải là không biết điều này. Cái thế mạnh và thế yếu của đất nước chúng ta họ biết, vì họ là những nhà quân sự có kinh nghiệm trong mặt. Chúng ta không thể vô đạt được đó. Điều đó đã thể hiện trong cuộc chiến tranh vừa rồi. Cái việc này nó không phải là Cộng sản Việt Nam không biết cái vị thế hiểm yếu của một vài cái địa điểm chiến lược trên đất nước chúng ta. Tình hình hiện nay của chúng ta là đang đối mặt với Trung Cộng, một cái quốc gia nó có thực lực về kinh tế, về quân sự, lãnh thổ hơn đất nước chúng ta vài chục lần. Và đất nước chúng ta hiện nay đang đối mặt với một cái hiểm họa từ Trung Cộng. Cái hiểm họa này là Trung Cộng muốn bành trướng về phía Nam, độc chiếm Biển Đông, và họ có một cái âm mưu to lớn hơn, đó là thực hiện cái giấc mơ Trung Hoa. Và trong cái giấc mơ Trung Hoa đó, Việt Nam trở thành một cái địa bàn mà Cộng sản Trung Cộng rất cần để tiến về phía Nam và tranh bá với Hoa Kỳ để mà thay đổi trật tự thế giới hiện nay. Với một cái tình hình như vậy, đất nước đang bị đe dọa là một thực tế. Đất nước chúng ta lại là một nước nhỏ và yếu so với một nước Trung Hoa Cộng sản. Cái điều đó là một cái thực tế chúng ta không thể phủ nhận. Nhưng mà Đảng Cộng sản Việt Nam lại có những cái hành động mà tôi nghĩ rằng nó đã phạm vào những cái điều cấm kỵ trong quân sự. Ví dụ như họ cho Trung Cộng đầu tư khai thác bauxit tại Tây Nguyên, mà Tây Nguyên là một cái vùng đất chiến lược, các cái nhà quân sự trên thế giới đều công nhận với nhau rằng người nào làm chủ được Tây Nguyên thì người đó sẽ làm chủ được Tây Nguyên, phải làm chủ được Đông Dương. Cho nên Tây Nguyên là một vùng đất cực kỳ yếu và cực kỳ quan trọng về mặt chiến lược quân sự, nhưng mà Cộng sản Việt Nam đã giao Tây Nguyên cho người Trung Cộng kiểm soát với hình thức là khai thác bauxit. Tiếp theo đó họ lại giao tiếp vùng Á cho Trung Cộng kiểm soát. Bây giờ thì họ lại có ý định giao cái đỉnh cao nhất của Đại Hải Vân, một cái vị trí địa lý, một vị trí chiến lược cực kỳ hiểm yếu, có thể mà nó khống chế toàn bộ, có thể nói là khống chế toàn bộ cái vùng biển trong khu vực. Nó khống chế cả cái không phận của khu vực đó. Nhưng mà Cộng sản Việt Nam lại có ý đồ muốn giao cho Trung Cộng khai thác cái khu vực đó với danh nghĩa là để mở một cái khu du lịch. Thì tôi nghĩ đối với đất nước chúng ta là một quốc gia yếu so với Trung Cộng, thì cái việc bảo vệ đất nước của chúng ta còn hay mất tùy thuộc ở vấn đề phòng thủ. Phòng thủ nó mang tính quyết định cái sinh mệnh của đất nước chúng ta. Những người Cộng sản là những người am hiểu về mặt quân sự, chứ không phải là người dốt nát quân sự. Nhưng tại sao họ lại làm như vậy? Họ lại giao những cái vị trí trọng yếu như là Vũng Áng ở Hà Tĩnh, Đều Hải Vân,
và Tây Nguyên. Như vậy, khi chiến tranh nổ ra, Trung Cộng thực hiện cái giấc mộng Trung Hoa và mở cuộc chiến tranh tấn công đất nước chúng ta. Thì đất nước chúng ta có thể chia làm ba. Họ chiếm vùng Nam, đất nước chúng ta sẽ bị chia làm hai. Chiếm đèo Hải Vân, chúng ta sẽ chia làm hai nữa. Và nếu từ Tây Nguyên, người ta tiến quân xuống về phía đông, tức là xuống phía cảng Cam Ranh, thì toàn bộ đất nước chúng ta sẽ bị chia làm bốn. Đất nước chúng ta ở trong tình trạng rất là nguy hiểm. Như tôi đã nói là nó rất thuận lợi trong thời bình để mở cửa giao thương với ngoại quốc. Nhưng trong thời chiến thì đây là một cái điều nó bất lợi cho đất nước chúng ta. Vì bờ biển quá dài và đất nước là trải dài từ Nam chí Bắc, cho nên chúng ta rất dễ bị tấn công và bị chia cắt. Cộng sản Việt Nam nhận thức được điều đó, nhưng họ cố tình giao cho Trung Cộng nắm giữ những cái vị trí trọng yếu để đất nước chúng ta. Như vậy thì họ muốn cái gì đây? Những cái động thái mà tôi nghĩ là đó là những động tác giả, ví dụ như là mua một số tàu ngầm của Nga, một số chiến đấu cơ của Nga, để tạo cái cảm tưởng rằng Cộng sản Việt Nam đang thực tâm muốn bảo vệ đất nước. Họ muốn tạo cho người dân Việt Nam một cái niềm tin rằng họ đang lãnh đạo một cái chương trình để bảo vệ đất nước. Họ đang lãnh đạo đất nước và đang thực tâm muốn đương đầu với cái tham vọng của Trung Cộng bằng cách là chi ra vài tỷ đô la để mua tàu ngầm và máy bay. Nhưng trong quân sự, ai cũng biết rằng khí tài quân sự và quân đội quan trọng nhưng chưa phải là quan trọng nhất, mà chính là cái nghệ thuật về chiến tranh. Và ở đây cái quan trọng nhất đối với Việt Nam chúng ta, cái nghệ thuật về chiến tranh là gồm có hai phần: phòng thủ và tấn công. Ở đây chúng ta không có tấn công, cho nên vấn đề phòng thủ là vấn đề quyết định cái sinh mệnh của đất nước chúng ta. Dạ, thưa anh Huỳnh Ngọc Tuấn, trong cái vấn đề mà anh chia sẻ về phòng thủ và tấn công đó, thì chúng tôi xin phép anh cho tạm ngưng ở đây một chút xíu. Thưa với lại toàn thể quý khán giả, xin quý vị đừng rời máy. Cá nhân tôi và anh Huỳnh Ngọc Tuấn sẽ trở lại thưa chuyện cùng quý vị sau phần thông tin thương mại. Xin cảm ơn quý vị. Xin cảm ơn toàn thể quý khán giả đã giữ màn hình và chúng tôi xin được trở lại cùng với lại quý vị trong chương trình Thời cuộc Việt Nam ngày hôm nay. Xin mời anh Huỳnh Ngọc Tuấn lên tiếng lại về cái phần mà anh có chia sẻ là với những cái sự nhượng bộ của Cộng sản Việt Nam cho Trung Cộng đóng chốt ở trên một số những cái vị trí có tính cách chiến lược ảnh hưởng cho cái sự tồn vong của dân tộc, mà anh đã nói rằng đất nước có thể bị chia ra làm 3 phần đó, thì chúng tôi chỉ xin lặp lại phần đó để xin anh chia sẻ cho, sau đó chúng ta sẽ đi vào một phần của hội nghị Thành Đô. Thì xin cảm ơn anh, mời anh lên tiếng ạ. Dạ, xin cảm ơn anh. Tôi xin lặp lại là đất nước chúng ta là một cái vùng lãnh thổ trải dài, cho nên khi mà bước vào chiến tranh đó, nó có những cái không thuận lợi cho chúng ta. Thì cái điều đó những người Cộng sản Việt Nam với kinh nghiệm đặc mạng người ta biết, nhưng người ta vẫn phạm những cái sai lầm một cách cố ý, đó là giao Tây Nguyên cho Trung Cộng kiểm soát, đã giao vùng án cho Trung Cộng kiểm soát, và bây giờ cái đồ định giao đều phải băng cho Trung Cộng kiểm soát. Như vậy thì khi một cái chiến tranh xảy ra thì đất nước chúng ta có thể dễ bị chia cắt làm ba phần. Chia cắt ba phần ở đây có nghĩa là chia cắt một quân sự, chứ tôi không nói đây một giải pháp chính trị trong tương lai. Mà trước mắt chúng ta có thể bị tấn công và bị chia cắt làm ba phần. Chia cắt làm ba phần như vậy thì đầu đuôi sẽ không thông nhau về mặt quân sự, như vậy là chúng ta ý của tôi là như vậy, thưa anh và thưa quý khán giả. Huỳnh Ngọc Tuấn, theo mấy lời cái quan điểm của chúng tôi qua những cái dữ kiện mà chúng tôi tìm được trong những cái hành động của cả hai phía, giữa Trung Cộng cũng như là phía
Hoa Kỳ nói cho rõ như vậy, vì Hoa Kỳ đang muốn chuyển trục về Thái Bình Dương và yểm trợ cho các quốc gia đang bị sự khống chế của Trung Cộng. Nhưng mà chúng tôi tin rằng không có cái cuộc chiến tranh xảy ra một cách vũ bão như những cái cuộc chiến tranh khác giữa Trung Cộng và Hoa Kỳ tại Biển Đông. Họ sẽ tìm cách để mà giải quyết nó theo với cái cách của mỗi một cái thế lực nó nằm ở trong đó. Giả sử như Hoa Kỳ không muốn trực diện chiến đấu với lại Trung Cộng, nhưng Hoa Kỳ lại tìm cách để làm cho Trung Cộng có thể bị phân tán thành 5 hoặc 7 quốc gia nhỏ tương ứng với 5 và 6 thứ tiếng lớn của Trung Cộng. Nếu mà phân tán được như thế thì cái sức mạnh quân sự của Trung Cộng sẽ mất, mà cái thị trường tiêu thụ tại Trung Quốc nó vẫn bằng cái số lượng người đó, nghĩa là về mặt kinh tế Hoa Kỳ cũng như các quốc gia khác không bị ảnh hưởng nếu mà Trung Cộng bị phân tán mỏng thành 5 tới 6 nước. Ngược lại, bên phía Trung Cộng liệu có đủ khả năng để đương đầu với lại cái thế lực của Hoa Kỳ hay không? Và cái nội lực nội bộ của Trung Cộng có đủ sức mạnh đứng lên để mà đòi cái quyền tự trị cho những cái vùng đất tương ứng với tiếng nói của họ? Là họ đòi giành một cái độc lập, mà cái điển hình thời gian vừa qua chúng ta thấy Quảng Đông người ta có lên tiếng về vấn đề đó. Thế thì thưa với lại anh Tuấn, trở lại với lại cái hội nghị Thành Đô đó, thì thưa theo một cái tài liệu mới đây mà tôi nghĩ rằng nó đưa ra khá chi tiết, và cái người này đã lấy một cái bút hiệu tên là Huỳnh Tâm. Cái người mang tên Huỳnh Tâm này này đưa ra cái những cái chi tiết ở trong cái tài liệu mà ông ta đưa ra đó, thì tôi thấy rằng nếu so sánh với lại những cái tài liệu của WikiLeaks tung ra đó, thì tôi thấy có một vài điểm nó trùng hợp với nhau. Ông Huỳnh Tâm này, đây chỉ là bút hiệu tôi tin chắc, nhưng ông ta tự nhận là người đã phải đưa ra một cái tài liệu và với cái tựa đề của nó là Tiến trình đàm phán bí mật Thành Đô 1990. Và ông ta đưa ra khá chi tiết là đã có sự thương thảo giữa phía Đảng Cộng sản Việt Nam và Trung Cộng sau cái vụ mà gây nên cái biến động ở bên Campuchia. Và ai cũng hiểu rằng Pol Pot lúc đó được sự yểm trợ của Trung Cộng, phía Cộng sản Việt Nam đưa quân qua bên đó để diệt Pol Pot. Đây chính là một cái đầu nguồn để khiến cho những cái cuộc chiến tranh khác kế tiếp giữa Việt Nam và Trung Cộng. Và chính vì những cái nguyên cớ đầu tiên đó, nó đã khiến cho phải có cái sự thương thảo về hội nghị Thành Đô. Thì nó chỉ thương thảo ngầm với nhau từ tháng 6 năm 1990 cho đến ngày 3 tháng 4 ngày 3 và ngày 4 tháng 9 năm 1990 thì cái hội nghị Thành Đô đấy thành hình và nó đã có cái văn kiện hiện nay còn dấu. Như vậy chỉ có trong vòng 3 tháng mà thương thảo ngầm với nhau và hợp thức hóa nó bằng 2 ngày 3 và 4 tháng 9 ở tại Thành Đô, tức là vùng Tứ Xuyên đó. Thì thưa với lại anh Tuấn, anh nhận định như thế nào về những cái cuộc đi đêm mà ở trong đó người ta thấy hầu hết là thành phần đầu não của Đảng Cộng sản Việt Nam? Thì bên phía Việt Nam đó thì người ta thấy nó có Lê Duẩn, Nguyễn Văn Linh, rồi Phạm Văn Đồng, rồi có chỉ có một cái người mà được nêu lên là chống đối cái thỏa hiệp này, đó là ông Nguyễn Cơ Thạch, và sau này Nguyễn Cơ Thạch đã bị thất sủng. Rồi cái người mà đóng cái vai trò để mà đi đêm đầu tiên đó chính là Lê Đức Anh. Thì thưa với lại anh Tuấn, xin anh có thể chia sẻ về cái phần này. Xin cảm ơn anh. Dạ, cảm ơn anh Vũ Trọng Khải. Về hội nghị Thành Đô thì đến ngày hôm nay Cộng sản Việt Nam vẫn giấu nhẹ, cũng coi như là một cái bí mật quốc gia, họ không muốn cho người dân biết. Tại vì nếu người dân biết chắc chắn sẽ gặp phải một phản ứng rất dữ dội từ phía nhân dân Việt Nam. Vì nhân dân Việt Nam tuy hiện nay đang sốt, nhưng đất nước chúng ta, nhân dân chúng ta có một truyền thống là không bao giờ thỏa hiệp và không bao giờ làm nô lệ cho mọi bang. Chính vì vậy mà Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn
coi như là một cái bí mật quốc gia và không hề để nhân dân tiếp cận. Nhưng tất cả những cái việc làm của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam trong suốt thời gian 20 năm qua làm cho chúng ta cảm thấy rằng những cái thỏa thuận giữa hai Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Trung Quốc trong Hội nghị Thành Đô đã từng bước được thực hiện tại Việt Nam. Về Hội nghị Thành Đô thì hiện nay chúng ta không có một cái văn bản công khai và chính thức nào cả. Nhưng mà chúng ta nhìn lại những cái gì mà Đảng Cộng sản Việt Nam làm và những cái thông tin mà chúng ta nhận được rất không chính thức từ dư luận thì chúng ta thấy rằng hai cái điều này nó trùng hợp với nhau, tức là những cái gì mà được nói về Hội nghị Thành Đô nó trùng hợp với những cái diễn biến trên thực địa. Cho nên chúng ta thấy rằng đang có một âm mưu nào đó mà được thực hiện để giao cái đất nước Việt Nam này cho Trung Quốc kiểm soát. Còn các quan điểm của riêng cá nhân tôi về Hội nghị Thành Đô thì như thế này: Hội nghị Thành Đô đối với tôi là đó là cái thỏa thuận giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Trung Quốc. Nó không hề có giá trị pháp lý đối với nhân dân Việt Nam. Cho nên nhân dân Việt Nam chúng ta không chịu trách nhiệm về Hội nghị Thành Đô và không có sự trói buộc gì về mặt pháp lý đối với người Thành Đô. Chúng ta coi đây là một văn bản vô giá trị và chúng ta không cần quan tâm đến nó. Vì nếu chúng ta quan tâm đến nó một cách chính thức và công khai thì vô hình chúng ta đã giúp cho cái Hội nghị Thành Đô trở thành một cái một cái giá trị nào đó, mang lại cho nó một giá trị nào đó. Cho nên với quan điểm riêng cá nhân tôi thì tôi tuyệt đối phủ nhận Hội nghị Thành Đô, không chấp nhận nó và coi đây là chỉ là cái thỏa thuận riêng của Đảng Cộng sản Trung Quốc và Đảng Cộng sản Việt Nam, và nhân dân Việt Nam không có liên quan gì về vấn đề này, cũng không chịu trách nhiệm pháp lý về vấn đề này. Đó là công điện của tôi, thưa anh. Bài mà ông Huỳnh Tâm ông ấy viết về những cái bí mật Hội nghị Thành Đô này, tôi nghĩ rằng ông này phải là một nhân vật quan trọng, vì ông ta nói rằng ông ta lấy những cái tài liệu ở ngay chính ngăn kéo của Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam để đưa ra cái tài liệu này. Và trong này ông ta có viết một câu, tôi xin phép được đọc nguyên văn để thính giả nghe, cũng như là để anh có một cái ý niệm chia sẻ trước khi chúng ta chia tay. Chúng ta chỉ còn một thời gian ngắn và chúng tôi hy vọng chúng ta sẽ trở lại cái chương trình này trong kỳ tới. Ông Huỳnh Tâm có viết như thế này: chúng tôi muốn biết sự thật chứ không thể nào chấp nhận lừa bịp mãi mãi như thế này được. Nhân dân chúng tôi loan tải một chương đầu. Nhân đây chúng tôi loan tải một chương đầu về hội nghị bí mật Thành Đô để công luận tìm hiểu, nhận diện một công thức tà ngụy của Đảng Cộng sản Việt Nam bán nước cho Trung Cộng. Và cái phần kế tiếp ông ta nói là con đường nào đã dẫn đến cái đàm phán bí mật Thành Đô Tứ Xuyên 1990. Thưa với lại anh Tuấn, chúng ta còn khoảng 2 phút nữa để chia sẻ với nhau, vì chương trình cũng có hạn, thì chúng tôi xin anh cho biết thêm ý kiến của anh về phong trào chúng tôi muốn biết với cái chủ đề về hội nghị Thành Đô, và chúng ta có thể làm được những cái gì để yểm trợ cho phong trào chúng tôi muốn biết lật ngửa cái tài liệu về Thành Đô để toàn dân có được cái sự hiểu biết và đóng góp cái tinh thần trách nhiệm của mình trong vấn đề bảo vệ Tổ quốc. Xin cảm ơn anh, mời anh lên tiếng ạ. Dạ, về cái vấn đề mà Hội nghị Thành Đô á, thì thưa anh Khải và thưa quý vị khán giả, quan điểm cá nhân của tôi là tôi phủ nhận một cách triệt để cái Hội nghị Thành Đô. Tôi coi cái Hội nghị Thành Đô là một cái sự thỏa thuận giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Trung Quốc. Nó không liên can gì đến nhân dân Việt Nam và nó không có giá trị pháp lý cũng như sự ràng buộc đối với nhân dân Việt Nam. Cho nên nhân dân Việt Nam, theo tôi nghĩ, trong giai đoạn này, thì chúng ta có Hội nghị Thành Đô như là một vấn đề bất hợp pháp và chúng ta không cần quan tâm đến nó. Vì theo tôi nghĩ, thì suy nghĩ của tôi thì nếu chúng ta
mà đặt vấn đề học nghề thành đô trở thành một vấn đề nghiêm túc hay là một vấn đề chính thức, thì có nghĩa là chúng ta đã gián tiếp đánh giá cái hội nghị thành đô là có giá trị. Cái ý kiến này của anh rất là hay. Tôi thấy rằng thì là đúng. Nếu bây giờ chúng ta cứ đặt cho nó một cái giá trị quan trọng và tự nó sẽ có được một cái giá trị pháp lý. Bởi vì theo như anh thì chúng tôi nhận thấy rằng là cái hội nghị, cái hiệp ước về hội nghị thành đô này theo với lại hiến pháp nó chưa được thông qua với quốc hội để mà chấp thuận, thành thử ra nó không có cái giá trị của nó. Tôi hoàn toàn đồng ý với lại cái nhận định của anh, và có lẽ chúng ta phải khai thác cái chuyện này, cái tư tưởng của anh vừa trình bày để kêu gọi mọi người không nên quan tâm tới nó. Chúng ta còn vào khoảng lối chừng độ 10-15 second nữa để chia sẻ với nhau. Chúng tôi xin mời anh lên tiếng trước khi chúng ta chấm dứt. Dạ, xin cảm ơn anh Vũ Trọng Khải và cảm ơn Đài SBTN đã cho tôi một cái cơ hội để được trình bày cái tâm tư và suy nghĩ của mình về cái hiện tình đất nước ngày hôm nay. Rất mong là cộng đồng chúng ta, cộng đồng Việt Nam chúng ta, cộng đồng Việt Nam tự do chúng ta ở khắp thế giới tiếp tục có những cái đóng góp vào cái tiến trình dân chủ hóa Việt Nam. Và đất nước chúng ta đang đứng trước một cái nguy cơ là chúng ta có thể bị Trung Cộng thôn tính, nhưng mà chúng ta cũng đang đứng trước một cái thời cơ là nếu mà Trung Cộng đụng đến đất nước chúng ta thì sẽ đụng phải cái sự phản kháng cuộc cường của dân tộc chúng ta, và Cộng sản Việt Nam cũng sẽ tiêu vong trong cuộc chiến tranh này. Dạ, đó là cái niềm tin của tôi, thưa anh và thưa quý vị thính giả. Dạ, xin cảm ơn anh Huỳnh Tùng Ngọc Tuấn rất là nhiều. Chúng tôi thưa với lại toàn thể quý khán giả, chúng tôi hy vọng rằng là chúng tôi và anh Huỳnh Ngọc Tuấn sẽ cố gắng đào sâu một số những cái tài liệu để mà chúng ta có thể yểm trợ được cho anh em mà trong quốc nội nói chung và phong trào Chúng Tôi Muốn Biết nói riêng, để lật ngửa những cái hành động bán nước hại dân của Đảng Cộng sản Việt Nam. Xin một lần nữa xin cảm ơn sự cộng tác của anh Huỳnh Ngọc Tuấn rất là nhiều. Kính thưa toàn thể quý khán giả của SBTN, chương trình Thời cuộc Việt Nam xin được chấm dứt nơi đây, và chúng tôi sẽ cố gắng trở lại sau khi thu thập một số những cái tài liệu đủ để chứng minh với quý vị rằng Cộng sản Việt Nam đã có những cái hành động bán nước hại dân như thế nào, để chúng ta cùng góp sức với anh em trong quốc nội. Xin cảm ơn toàn thể quý vị, xin kính chào quý vị.